Rồi, xin chào tất cả mọi người đang đến với lại kênh YouTube của Thái Ngô Capital, nhận định thị trường chứng khoán chuyên sâu hàng ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu trên kênh YouTube này ha. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì mọi người ơi, hãy vui lòng là hãy nhấn nút like cho nó xôm tụ không khí rộn rã lên nha, cho tinh thần của mình nó có năng lượng nè. Thứ hai nữa là mọi người hãy dùng cái nút đăng ký có giá trị của mọi người á, hãy đăng ký xứng đáng nha. Rồi, đăng ký xong mọi người hãy bấm cái quả chuông bên cạnh á để khi nhận được thông báo mỗi khi mà Thái làm video. Rồi, bởi vì đây là tất cả những cái tâm huyết của mình làm gói gọn và rất là chuyên sâu cụ thể cho mọi người để mọi người cùng nhau theo dõi được kỹ thị trường ha, và theo dõi một cách logic, khoa học chứ không phải là nó lan man trên trời trên gió nha. Ok, rồi. Bây giờ trước khi đi vào nội dung chính thì nội dung chính là bao giờ mọi người cũng biết đó là chúng ta sẽ có ba cái phần việc trao đổi với nhau. Đầu tiên vẫn phải là đi nhận định tổng quan VN-Index, VN30. Chúng ta sẽ mổ xẻ xong xem thử là như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ phân tích các cổ phiếu trụ, là những cái cổ phiếu nào nó ảnh hưởng đến sắc xanh sắc đỏ thị trường ha. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đi review lại tất cả những danh mục, những cái nhóm ngành, và phần quan trọng nhất mà mọi người đón chờ đó là gì ạ? Đó là Thái Ngô Capital sẽ đi trả lời từng câu hỏi một cụ thể nhất của mọi người về những mã cổ phiếu mà mọi người đang quan tâm, với điều kiện đó là mọi người cứ để bình luận, với điều kiện ha, khi mọi người bình luận ở YouTube mình á, mọi người phải ghi rõ giúp Thái, đó là ghi rõ chiều mua và chiều bán nha, để Thái làm nó sẽ rõ ràng và không mất thời gian của mọi người và mình luôn. Rồi thôi, đi vào nội dung nha, nhớ like liền nha và nhớ đăng ký bấm quả chuông. Rồi bắt đầu nè. Hiện tại xin lỗi mọi người luôn, trời ngoài mình đang mưa cho nên ở Quảng Nam, Đà Nẵng đang mưa nha, có ồn có rầm rầm thì mọi người thông cảm một chút. Ok, rồi đầu tiên VN Index mọi người ha, là câu chuyện như thế nào? Mình phải chúc mừng, chúc mừng ở đây là thứ nhất là thị trường đã cởi bỏ được tâm lý, đúng không mọi người? Thứ hai á, là khi nó cởi bỏ tâm lý này nè, nó sẽ làm cho động thái của nhiều người, người ta sẽ có cái sự kỳ vọng vào thị trường, đúng không? Cái sự kỳ vọng này nó có cái lý do chính đáng nha, lát nữa mình nói tại sao lý do chính đáng nè. Và mình cũng cũng mong muốn là chúc mừng luôn đối với cả những ai mà đã bán hàng rồi, đã cắt lỗ hoặc là đã bán non bán dài thì mình không biết, nhưng mà mình chúc mừng những người đấy là như thế này nè, là khi mọi người chốt lời hay là mọi người bán như vậy á, là ít nhất mọi người đã có cái hành động ha. Và khi mọi người làm như vậy thì một phần nó cũng là, nếu mà coi kênh YouTube của mình thì mọi người sẽ cơ cấu đúng để sau đó là mọi người á sẽ chọn được những cái mã cổ phiếu cho cái quá trình đầu tư sau này ha. Các bạn cũng đừng có sân si với tất cả ai cả, bởi vì trong thị trường này nó là như vậy ha mọi người, có người lên tàu thì sẽ có người xuống tàu, có người ở sân ga đợi thì có người cũng đã khởi hành bay rồi. Ok, cho nên đừng có buồn gì cả nhá, làm gì phải buồn mọi người, cuộc sống nó còn còn nguyên vậy mà, đúng không? Thì nói chung là hôm nay nó khá là vui, nó vui với là cái gì ạ? Là cái nhận định ngày hôm qua mình đã trấn an mọi người rất là nhiều rồi, bình tĩnh đi, không có sao cả. Những cái tin tức như vậy nè, mình có nói rõ ràng nè ha. Đây nè, trong nguyên tuần vừa qua là mình có nói tập cuối tuần rồi thì mình có nói là câu chuyện của cổ phiếu tuần sau nè. Thái có khẳng định luôn là gì ạ? Là tập trung vào cổ phiếu mạnh nè, đúng không? Tập trung vào cổ phiếu mạnh, trừ khi nào các bạn muốn mua cổ phiếu á mà dạng hỗ trợ cứng thì các bạn mới mua, cứ mua thoải mái. Tại vì các bạn có quyền thử, không có người nào tài năng trong thị trường này mà không có quyền thử, vì đây là bộ môn xác suất nha. Nhưng mà thử khi nào mình phải cầm cắt chắc cái chỉ phần phần thắng một phần đó nha mọi người, chứ không là cái gì các bạn cũng muốn thử là các bạn rơi vào tình trạng là mua lan man. Và sau đó là mình có nói với mọi người này ha, trong 4 video gần đây mình đều nói là cái vụ tin tức này là bất là tốt hay là xấu, rồi tin đồn, rồi tin thật, rồi khi lái bị bắt, rồi tại sao kéo VN30, là gần nhất là cái video vào ngày hôm qua ha, là tại sao kéo VN30 á. Thì câu chuyện rõ ràng là khi mà nó kéo như vậy thì chứng tỏ là gì ạ? Khi dòng tiền nó bắt đầu ha, nó rời ra, bắt đầu nhận định khá là chuẩn ha, nó rời những cái cổ phiếu mà nóng, là những cổ phiếu mà mang tính chất ấy, thì nó sẽ điều tiết dòng tiền đi qua những cái cổ phiếu mà nó có triển vọng này ha, nó có cái gì có câu chuyện này ha. Và đặc biệt là ngày hôm nay là VN30 vẫn 2-3 phiên gần đây vẫn hút tiền khá là mạnh, và đặc biệt là những anh Tây ảnh quay trở lại ảnh mua rồng. Cái anh Tây ảnh mua rồng là câu chuyện mà mình nói nó liên tục trong thời gian vừa qua ha. Đây, như vậy là chúng ta sẽ đến với lại phần đầu tiên của chương trình, đó là đi nhận định về VN-Index. Đầu tiên ha mọi người, ngày hôm nay là một phiên tăng điểm cực kỳ ok, đúng không?
Mọi người nhìn trên màn hình ha. VN-Index là đóng cửa ở giá là ở điểm là 1516,44 điểm, tăng là 24 điểm số ha. 1.63% mọi người ha. Tương ứng 1.63%, 330 mã xanh điểm và 125 mã giảm điểm. Cái câu chuyện này là 3 phần xanh và một phần ấy, tỷ lệ 3:1. Ok chưa? Ở chiều tiếp theo đó là về câu chuyện của VN30 thì vẫn là một phiên tăng điểm cực kỳ gấp, cực kỳ mạnh. Tăng 29 mã mọi người. Chỉ có một ông giảm là ông nào nhỉ? Ông nào mà đi sâu vậy hả? À, ông BLX ha. Đấy, ông BLX thì nó đúng thôi mọi người, vì câu chuyện của dầu khí ha. Ok. Còn thậm chí ngày hôm nay mà xanh đậm nè, vừa xanh đậm nè chứ không phải là xanh lợt ha, rồi cộng thêm màu tím nữa chứ. Cho nên là VN-Index thật sự là rất là mạnh trong cái ngày hôm nay ha. Và chúng ta có thể nhận định là hôm nay cũng gần như là một phiên bùng nổ. Vì sao mọi người? Rất là chuẩn. Vì sao ạ? Vì vol đạt nè, vol đạt đúng không mọi người? Cho dù ngày hôm nay thật sự là vol nó không không nhất thiết phải là gấp 1,2, 1,5 lần cái đường 1,5 lần là 10 phiên hoặc là 20 phiên liên tiếp đâu, không cần. Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại mà nó tăng được như vậy là cũng khá là ok đó ha. Còn về góc độ của cây nến ngày hôm nay là một cây Marabouji rất là ok, đúng không? Và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét là đối với hiện tại là những cái dòng tiền như thế nào ha. Tăng thì tăng 330 mã nè. Và mọi người thấy không? Đa phần là cái dòng tiền xanh ngày hôm nay rất là mạnh, hầu như là cái thế chủ động ha. Tác động tới VN-Index ngày hôm nay á, thì tập trung là gì ạ? Wow, rất là lâu rồi là chúng ta mới nhìn được cái vụ này ha. Đó là những cổ trụ nó đóng góp rất là mạnh trong chỉ số thị trường ngày hôm nay, đúng không? MWG nè, VB Bank nè, Masan rồi Novaland, BIDV, Sabeco. Còn ở chiều giảm điểm thì là chỉ có là BKMS nè, đúng không? BCM đúng không? Rồi LGC nè, rồi TMS. Đó. Thì câu chuyện hiện tại là mình nói là như vậy, đúng rồi ha. Dòng tiền nó bắt đầu nó dịch chuyển về tập trung vào ngày hôm nay, thật sự cũng là một câu chuyện tiếp theo để kéo VN30 giống như video tối ngày hôm qua mình nhận định. Và điều này nó thật sự tốt. Nó thật sự tốt nha. Nó tốt ở chỗ là làm cho thị trường nó bền vững mọi người. Cho dù các bạn hiện tại là đang cầm cổ phiếu hay là không cầm đi chăng nữa, đúng không? Thì chúng ta cần phải nhìn nhận một cách khách quan. Và khi mọi người nhìn nhận một cách khách quan như vậy á, mà những ai mà đã xuống tàu rồi, như mình nói ở đầu video ha, thì mọi người vẫn chuẩn bị cho mình một cái tâm thế để cho dù các bạn xuống tàu ở đây nhưng mà các bạn đón cao tốc đi chỗ nơi khác thì cũng vẫn được, đúng không? Nhưng mà ít nhất là các bạn cần phải có một cái sự nhìn nhận khách quan nha. Rồi, nói chung là mình chúc mừng cả hai bên luôn đó. Tại sao chúc mừng? Tại vì khi anh bán xong thì anh có tiền đó, anh cầm nó để anh ngồi anh ngó, đúng không? Anh ngó thị trường, anh coi mã nào ổn ổn thì sau này anh vô giai đoạn sau, đâu có gì là trễ đâu, bình thường. Cho nên những ai mà bán xong rồi đừng có buồn rầu gì nha, nói trước đó. Còn những người mà thật sự là bán, đối với những người bình luận trong YouTube của Thái Ngô Capital là mình có để cái điểm điểm bán cho người rất là rõ ràng đối với một số cổ phiếu ha. Và cũng chúc mừng luôn là có một số người đã coi YouTube của Thái Ngô và đã có những khoản lãi. Mình cũng rất là bất ngờ khi mình nhận được những tin nhắn và comment như vậy ha. Rồi, ok. Thôi tóm gọn lại nè. Đầu tiên VN-Index ngày hôm nay là một phiên ổn rồi đó. Rất ổn là đằng khác. Thứ hai, dòng tiền lan tỏa một cách đồng đều. Đó, tập trung vào những cổ phiếu bền vững. Đó, cổ phiếu trụ nó sẽ làm cho thị trường là có điểm nhấn nè. Thứ hai, thứ ba đó là gì mọi người? Khi nó làm như vậy thì mấy anh Tây này nè, người ta tự tin mọi người. Hôm nay mấy anh Tây bắt đầu quay trở lại múc tiếp là Vinamilk rồi DGC ha. Liên tục gần đây là cái anh hóa chất Đức Giang này được khối ngoại mua ròng liên tục ha. Đó, rồi mua ròng Đất Xanh, mua ròng VRE. Có điều là ông Hòa Phát Vinhome là bị bắn ròng ở chiều ngược lại. Tổng kết lại là trong 10 phiên đổ lại đây, mọi người thấy kinh không? Thấy hay chưa? Đó là nước ngoài mua ròng một cách liên tục ha. Và có 2 ngày, 3 ngày, 2 ngày liên tục đó là mua ròng là trên 1.000 tỷ đồng. Cho nên đây cũng là một tín hiệu tích cực mà Thái Ngô Capital đã từng chia sẻ trong những video trước đấy. Đó, rồi, vậy thôi. Đơn giản mọi người. Đơn giản ha. Chứ cần gì phải làm cho nó phức tạp đâu. Rồi, đó là điều thứ nhất là mình đã nhìn qua được cái tổng quan thị trường nè. Dòng tiền lan tỏa tốt, tập trung cổ trụ, đúng không? Và ngày hôm nay là nó tăng trưởng, nó tăng điểm như vậy là hết sức thuyết phục ha. Còn cái câu chuyện sắp tới bây giờ mình sẽ vô mổ xẻ sâu nè. Thì trên cái khung 1 giờ ha mọi người, thì đối với thời điểm hiện tại á, có khả năng anh chàng này đã hình thành một cái
một cái khu vực phòng thủ đây cực kỳ kiên cố như mình có nói là video này ha. Đó. Đây, cuối cùng ở đây là một cái nền cái tuyến phòng thủ rất cứng của VN-Index hiện tại, đó là khu vực 1480, 1485 ha. Ở tầm tầm đó đấy. Rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mọi người cần phải quan sát nha, hiện tại là VN-Index hiện tại cũng tuần sau á là cũng bắt đầu là chạm cản rồi, cho nên có chuyện gì là mọi người phải bình tĩnh ha. Có mua là phải mua những cái lúc nào mà khi nó chạm cản chẳng hạn, lúc đó mọi người không được phép mua, mình nói trước nha, để chờ lúc đó là cho nó xử lý cản nó như thế nào nè. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu trường hợp mà rớt qua cản rồi cũng bình tĩnh đi, tại vì nó sẽ có những đoạn nó sẽ đi ngang, đúng không, nó sẽ tích lũy mọi người, chứ đâu phải là anh tăng cái rạc cái là anh chạy vèo 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 được đâu. Cho nên mọi người là ưa bị cái tội đó, là cái lỗi của mọi người đó là mua mua là mọi người khi về những khi nó bị đạp á, khi nó bị đạp về những hỗ trợ rất là căn bản, hỗ trợ rất là cứng và mọi người nhìn vào đó mọi người làm được liền, nhưng mọi người không hành động, mọi người sợ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mọi người trả giá cực kỳ kinh khủng luôn. Ví dụ cái hỗ trợ cứng của nó là khoảng, mình ví dụ thôi nha, một cái cổ phiếu hỗ trợ là 30, mọi người phải trả giá thêm khoảng 10% nữa mọi người mới dám mua đó. Tuy nhiên là mình luôn nhắc đó là thị trường nó luôn là một cái phép thử mọi người, là một bộ môn xác suất rồi, không có ai chuẩn được hết trong cái thị trường này đâu, ok chưa. VN-Index hiện tại á là hôm nay là phiên tăng ủng hộ cho cái quan điểm đó là thị trường có một cái khả năng là nó sẽ bùng nổ và nó sẽ kéo kéo tăng trong trong thời gian tới, nhưng mà tuần sau thứ hai thứ ba thậm chí thứ tư luôn nha, phải hạn chế mua mới. Chúng ta phải thật, đặc biệt là chúng ta chỉ mua những cái cổ phiếu nào mà có triển vọng cho quý 1 nè, à, cho quý 2 này ha. Cái thứ hai là thật sự chỉ mua những cổ phiếu tăng mạnh và nó đã đi tích lũy này trong ngày hôm nay. Tại vì á, ngày hôm nay thì nó sẽ tập trung kéo dòng tiền của những cái cổ phiếu này thì nó sẽ bị những cổ phiếu khác mọi người nó sẽ nằm trong giai đoạn tích lũy, thì mọi người phải nhìn nhận ra được cái bản chất như vậy nha, để mọi người hả khi mà cổ phiếu mạnh tích lũy là cơ hội để mọi người lên tàu. Bởi vì sao? Bởi vì tàu nó đã nhấn ga rồi, đúng không, tàu nó đã lên, nó đề ba rồi mọi người, nó sẽ cho chúng ta có một cái dấu hiệu như thế này, thì tuần sau chúng ta sẽ quan sát và tiếp tục mở mua mới đối với những cái cổ phiếu nào thật sự mạnh, ok chưa, rất là chuẩn nha. Như vậy là hiện tại là chúng ta đã đi ngang qua ông này rồi, là nhận định tổng quan thị trường chứng khoán trong ngày và trong trong thời gian này, và có một cái nhìn cho tuần sau. Tuần sau cơ bản đặt khoảng là 80%, 80% là thị trường vẫn sẽ uptrend và có khả năng nó sẽ red, không có một tin xấu nào thì nó sẽ về lại khu vực khoảng là 1535 đến 1540 ha. Đó là triển vọng hiện tại. Còn VN-Index, cái cản cứng hỗ trợ cứng hiện tại của VN-Index là 1480 đến 1485. Ok, rất rõ ràng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ hai, đó là sẽ đi mổ xẻ những cái anh chàng nào mà ngày hôm nay ảnh hưởng đến với thị trường ha. Mọi người cùng cùng theo dõi nha, nhìn trên màn hình. Rồi, mọi người người nhìn nhìn đây ha, đầu tiên là cổ phiếu của MWG nè. Ok. Rồi, MWG mọi người thấy tăng cực kỳ khủng ha. À, mình đầu tiên là thật sự là theo nhận định của mình đó, là phải ở những khu vực như thế này nè, nó chạm một đỉnh, hai đỉnh, ba đỉnh như vậy mà nó red, red cực kỳ bá đạo đúng không mọi người? Red như vậy là thật sự rất là, cổ phiếu này mà hôm nay là tăng trần luôn thì ngoài câu chuyện tin tức cơ bản thì chắc mọi người bây giờ đọc đầy rẫy trên báo rồi, mình cũng không cần phải nhắc lại. Nhưng mà ha, nếu như cổ phiếu mà tăng như vậy thì thật sự không có điểm vào ha. Đối với những ai mà thật sự cầm á, là mình cũng vẫn luôn nói đó là gì ạ? Khi đang cầm cổ phiếu mà về kháng cự là nên bán, mình vẫn nhắc lại câu này, nhưng không có bán hết nha mọi người nha, phải chia tỷ trọng ra. Ok nha. Rồi. Và qua đây thì á, qua đây thì nó cũng sẽ củng cố cho mình một cái điều như thế này là mọi người, khi cổ phiếu tăng mạnh rồi đúng không? Mà nó có những cái hộp này như thế này nè. Đó, nó có tạo này như thế này nè. Thì mọi người biết là gì không? Là lúc mà cổ phiếu tăng mạnh mà tạo một cái này như vậy, đa phần là mọi người sẽ phải mua ở những cái này như thế này nè. Nếu trường hợp mọi người không mua được cái này, nhớ rõ nha. Cái điều này á, nó sẽ giúp củng cố cho mọi người có một cái nền tảng về, về tư duy về 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 chart đồ thị ha. Rồi, ok, để xem thế ông này là hiện tại ông đã như thế nào rồi. Ok, cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại ha, cổ phiếu vượt đỉnh mạnh thì hiện tại là hy vọng anh chàng này anh phải giữ được cái phong độ như thế đó, là anh sẽ tàn tàn như vậy lên đây cái bắt đầu anh đi ngang, anh tới tới tích lui đó, anh tới tới tích lui
và thậm chí là cũng có những trường hợp là anh rất là bá đạo, anh kéo một hơi mạch luôn, mình cũng không biết được nữa, đúng không? Khi cổ phiếu vượt đỉnh thì chỉ có câu chuyện như vậy thôi. Hiện tại là anh này là 7%, 8% rồi, ví dụ như là lên câu chuyện khoảng 20% nữa đi. Mà nếu như những cái cổ phiếu này mà nó kéo 20% thì mọi người biết là cái vấn đề gì nó sẽ xảy ra không? Là VN-Index nó sẽ được tăng đó mọi người. Đó, mà khi VN-Index được tăng thì mọi người biết làm gì không ạ? Thì những cái cổ phiếu kia nó sẽ có những cái cơ hội để nó tỏa sáng, đúng không? Tại vì lúc này cái niềm tin, cái hy vọng là người ta sẽ gieo cho mọi người. Đó, thì lúc này là mọi người phải phải thật sự là đi lượm lọc những cổ phiếu nào để mọi người cho quá trình đầu tư sau của mọi người là ok rồi đó. Rồi, thứ nhất là MWG, thứ hai là Vinamilk à. Vinamilk thật sự ha mọi người ha. Vinamilk là sau cái nhận định của mình không không tưởng là nó sẽ tăng về lại khu vực này được. Nó tăng rất là mạnh. Trong khi cái nhận định của mình là nó chuẩn ở chỗ này nè, là khi cái phân kỳ âm như thế này mình đã nói là không, mình không có đầu tư những cổ phiếu này. Nhưng mà thật sự là cái những cái dạng kiến thức này mọi người cuối tuần mọi người cũng nên ôn lại nha, là khi nó phân kỳ như thế này nè thì nó là thể hiện cho cái xung lực giảm của cổ phiếu này nó đã giảm dần rồi đó. Lúc đó là mọi người có thể là mua mua cổ phiếu, nhưng mà mua theo cái dạng nào mọi người biết không, thật sự rất là khó, nhưng mà vẫn được phép thử khi mọi người chỉ cần kẻ một đường trend line từ đây đến đây nè, mọi người được phép thử. Chứ giờ là không thể nào mà bắt mọi người là phải làm, rồi mọi người phải tự bắt mọi người là phải làm đúng 100% là mọi người dễ chết trong thị trường này. Vì sao phải không? Vì lúc mọi người tự tin thái quá là lúc đó là sao ạ? À, lúc đó là thị trường nó dễ, là nó đã là bắt đầu là sau một giai đoạn tăng rất là nóng rồi mọi người đó. Cho nên là có quyền được phép thử khi cổ phiếu về những hỗ trợ nè, cổ phiếu bị giảm sụt giai đoạn nè đó, ok chưa? Rồi khi lên đến đây thì hiện tại là cổ phiếu này gặp kháng cự thì thôi, đối với những ai cầm cầm thì phải là bán rồi, chứ không không phải là đến giai đoạn này. Thậm chí nếu như mà cao siêu hơn nữa là anh kéo về đây, và nguyên một cái quá trình này nè mọi người dài là cỡ đằng đẵng khoảng 1 2 tháng luôn, anh làm trong vòng khoảng mấy nhát mọi người, làm trong vòng khoảng khoảng 3 4 cây à, nó đã kéo lại khoảng 12 mười mấy phần trăm ha. Nhưng mà mình nhìn thì nó nhìn cái cây nến nó thân nó dài như vậy, thật sự thì cũng không bao nhiêu phần trăm. Đối với những cổ phiếu mà mọi người mua thì có những cổ phiếu nó lợi khoảng được hai mấy phần trăm trong giai đoạn này là mình là có rồi đấy ha. Cho nên là nhìn thì nhìn nó ghê gớm vậy thôi, chứ thật sự là nó vẫn có câu chuyện là 12 đến 15% mà. Ok, tiếp tục là cổ phiếu nào nhỉ? Tác động VN-Index nè. VPBank, ok, VPBank và Masan. Mình sẽ mổ thêm anh chàng này nè. Tại vì VPBank nó có câu chuyện của dòng ngân hàng ha. VPBank hiện tại là sau khi tăng như vậy là cổ phiếu đã đưa về những cái trạng thái này ha. Thì đây, đây là cái tuần sau đấy mọi người nè. Tuần sau là anh này, anh sẽ giao dịch trong cái biên độ này. Mà nếu hôm nay là dòng tiền có vào phải khẳng định luôn nha. Phải khẳng định luôn. Và khá là mạnh, đứng góc độ mà về nói về cổ phiếu là cổ phiếu này nó đánh rất là mạnh đó nha. Nếu trường hợp mà cổ phiếu này lên trên này nè, đi ngang sideways thời gian thì mọi người vẫn phải được phép thử cho mình ha, chứ không phải là mọi người đang mua ở kháng cự tùy tùy tình huống nha mọi người. Và mọi người quan sát khi mua những cái dạng như vậy á, nếu trường hợp mà cổ phiếu nó bị như thế nào, bị gãy á, thì mọi người bán. Thậm chí là khi cổ phiếu mà về rồi á mà nó có lỗ thì mọi người vẫn bán. Còn nếu trường hợp mà cổ phiếu, tại vì hiện tại là đang trong giai đoạn này nè, dòng banh ngày hôm nay là có nhen nhóm rất là nhiều á, đây nè, dòng banh thì mình chấm với được là MB Bank, STB, Tiên Phong Bank, VB Bank đó. Hôm nay thì có thêm ngôi sao sáng, bởi vì thấy anh VB Bank này nó cũng khá là ổn, chứ không phải là không nha, khá là ổn với thời điểm hiện tại. Nếu trường hợp mà anh đánh cái này nè đó, anh đánh cũng có khả năng là một cái mô hình gốc, nhưng mà cái mô hình gốc nó đã bị biến dạng nha mọi người nha. Nhưng nếu nói về góc độ cơ bản là gì, khi anh này mà red qua, thậm chí là chỉ cần đi ngang cũng được, đi ngang và test lên test xuống không gãy giai đoạn này, tích lũy ở khu vực này nha, là vẫn vẫn có cơ hội để chúng ta lên tàu để xem tuần sau như thế nào. Đó là VB Bank. Câu chuyện thứ hai là ông Masan. Masan thì hiện tại là cổ phiếu đang đi trong một kênh giá, đang chạm về đây đó, đang chạm về đây thì rõ ràng một đáy hai đáy ba đáy giữ được cái khu vực này rồi là ok. Nhưng mà thật sự để mà đầu tư cổ phiếu này thì nó chua là biểu vì sao mọi người biết không? Anh gặp cản tè le nè, anh lên này thì anh cũng sẽ đụng cản nữa, cho nên là không khuyến nghị mọi người là không nên đầu tư những cái dạng cổ phiếu như vậy, trừ khi mà thật sự nó may mắn cực kỳ thì lái nó đánh dòng tiền nó phủ như thời điểm hiện tại, bên thời điểm ngày xưa mọi người ở khu vực này là thì ok đó. Chọn những cổ phiếu mà nó thánh thoát như thế này là
những cổ phiếu mà không phải là những cổ phiếu, nghĩa là mọi gì phải không, nhìn nó thông thoáng mọi người, sau khi mà giai đoạn mà nó bứt phá lên nữa đúng không, thì á đa phần cái lực lượng chỗ này là người ta người người bán á, mọi người người ta sẽ rối trí luôn. Đa phần người ta mà có trải quân người ta bán mà nó ăn khớp hết lệnh bán á đúng không, thì nó thể thể hiện được cái phe mua đang rất là mạnh, cho nên lúc đó mọi người phải chú ý nha. Dòng banh là đợt trước mình cũng có nói rồi, là khi thị trường mà đi ngang như vậy, ông banh ông cũng đã tích lũy rồi. Mọi người nên, nếu mà thật sự đẹp với mọi người, đây là mình đang nói là cái điểm mà ai chưa có hàng nha, còn thật sự những ai mà có hàng là vẫn tiếp tục nắm thời điểm hiện tại đó. Là tại vì là khi cổ phiếu về hỗ trợ như thế này nè, là mình có nói ra rã rồi, tại sao không thử, phải thử cho mình, nên thử chứ sao không thử. Đến lúc mà mọi người tăng như mọi người sẽ đỡ vì thế hơn mọi người mua trên này, nhưng ít nhất là gì ạ, là mọi người phải quan sát khu vực này mà tạo nền ổn á, là mọi người phải lên tàu nha. Đó, tại vì anh này anh đánh rất là quái dị, anh đánh rất là ẩu luôn đó. Còn về anh MB Bank nè, anh MB Bank thì hiện tại mọi người thấy không, đâu rồi, đợi một tí. Anh MB Bank đây là sau giai đoạn mà giảm như thế này là tạo đáy nè, nâng nền đi lên nè, và mình có nói rồi, khi cổ phiếu mà có về gặp lại kháng cự, mình có nói trước là bán, sau đó nó test trở lại khu vực hỗ trợ nè ngày hôm nay, và mình đã vẽ đây rồi nè, khi trường hợp mà nó đi sẽ quay khu vực này thì lúc đó là mọi người có quyền mua hàng lại được rồi đó, mọi người có quyền mua ha, tại vì nó thể hiện một cái động thái đúng những kịch bản mà mình nói thôi đó. Hiện tại là vẫn đang trong cái giai đoạn là đang đấu tranh ở chỗ khu vực này thôi, mà ảnh đi ngang khoảng một hai phiên nữa xem không bị lủng ở đây này nha, thì lúc đó mọi người mua, và mọi người đặt stop loss ở đâu đó ở khu vực khoảng giá 30 32 chẳng hạn, khoảng là hoặc là 4 4% 5% thôi, là lúc đó là mọi người kỳ vọng cho cái câu chuyện nó sẽ rớt đỉnh luôn á, rớt đỉnh luôn á ha. Tạm thời là phải quan sát thôi. Tiếp tục là dòng banh, xong rồi là Masan, rồi cổ phiếu tiếp theo mà làm tăng giảm thị trường hả, đây đó là anh BCM á mọi người. Anh BCM là cái anh khu công nghiệp đúng không, nhưng mà trước khi đi vào mã này mình sẽ phân tích thêm một cái mã VIX đi ha, VIX và FPT nữa đi, tại hôm nay cuối tuần rồi. Đây VIX, ok, VIX thì đối với dạng hiện tại là cổ phiếu mọi người thấy không, sau giai đoạn mà vẫn là phân kỳ dương nè, đó đi ngang rồi, lúc này là mọi người, đối với những dạng này mình không khuyến cáo mọi người đầu tư nha, nhưng mà mọi người xem để mọi người thấy được cái trợ lực của anh chàng này nè. Anh chàng này là anh sẽ gặp cản ở đâu đây, chứng tỏ là cổ phiếu này thật sự là nội lực nó không mạnh như bằng những cái dòng kia thôi. Thứ nhất là gặp cản ở khu vực MA này, thứ hai là còn cái cản chà bá đây nè đó, và những cái dạng giao dịch như vậy là về đây là rất dễ bị dội hàng lại, cho nên là không mua nha, chỉ xem xét là để thấy được cái dòng tiền của tạo lập, thấy được người ta là làm gì so với thị trường thôi. Ok, đó là mã Novaland, tiếp tục là Novaland. Novaland ngày hôm nay mọi người thấy không, cuối cùng là đóng phiên ở giá cao nhất trong ngày hôm nay, kéo khá là ổn à. Đó, khi lên trên này là không cho mọi người mua là đúng bài này nè, tại vì sao? Đây, có dấu mũi tên còn y nguyên đây nè. Đó, còn khi mà nó test lại như vậy về về hỗ trợ thì lúc này là cứ tư duy là mình hay nói là gì ạ? Là Lục Vân Tiên phải nên xuất hiện đi, chứ đừng có lúc đó mà mọi người còn sợ nữa là nó không được ha. Thì ngày hôm nay anh chàng này vẫn tăng như vậy là khả năng là tuần sau anh sẽ chinh phục lại mốc khoảng là 85 86 trước mắt ha mọi người ha. Rồi tiếp theo là cổ phiếu của FPT. FPT thì lúc trước là bữa nay là quá bá đạo rồi, thật sự là như vậy. FPT là vẫn còn nguyên những giá trị mình nói mọi người nè, về đến đây mình còn nhớ đó là nên bán 1/3, 1/3 thì còn còn giữ lại nha, nhưng mà vẫn phải có động thái bán cho mình, tại vì không có ai thiên tài cả mọi người. Lỡ như lên trên bây giờ mọi người thấy nó trả lời như vậy rồi, lỡ như lúc này á nó không trả lời được gì nữa mà nó giảm lại thì sao, đúng không mọi người? Cho nên mọi người phải chia cái câu chuyện mà mọi người chốt lời ra cho nó chắc cú. Hôm nay thì cổ phiếu blue chip mà đánh như thế này là thật sự rất là bá thôi, 20% trả 20% là nó bù cho tất cả những gì mà người ta chịu đựng trong một khoảng thời gian vừa qua nè, cho nên cũng rất chúc mừng đứng góc độ này và chúc mừng cho cổ đông của FPT, tại vì họ có được thành quả mọi người. Cho nên trên thị trường nó có nhiều cái dạng đầu tư lắm, cho nên là chúng ta cần phải có một cái góc nhìn là thông cảm cho nhau nha, chứ không phải là các bạn là ăn bằng lần rồi các bạn ăn hai hai ba chục phần trăm rồi các bạn đai nghiến người ta kêu sao cổ phiếu dở như vậy là không nên. Đến lúc mà thật sự người ta có thành quả này chúc mừng họ đó,
Và cũng xin chúc mừng những ai mà đã có đặt cái câu hỏi về FPT trên kênh YouTube của mình nha. Ok, còn ở chiều mà giảm điểm đúng không mọi người? Là BCM. BCM thì thời điểm hiện tại ha. Thì cổ phiếu này thật sự mà nói á, ông này ông có một cái hỗ trợ ở đâu đây là thế này nè, thì quả may anh này là anh còn phải test lại khu vực này để xem như thế nào nha, anh phải test về đây. Còn hiện tại đối với trường hợp mua mới thì mình không không nghĩ là mọi người nên mua những cổ phiếu vậy. Ok, ở chiều giảm điểm tiếp theo á, tác động vào VN-Index là LGC à. Rồi ok, coi anh LGC đa phần là khu công nghiệp mọi người ha, khu công nghiệp nè, rồi dầu khí nè đó. Ok, sorry mọi người, đây dòng tiền biểu đồ, đây biểu đồ quán gà luôn ha. Ok, LGC. LGC thì nó đến đánh kiểu này thật sự thua, thôi bỏ qua. Nói chung là những cái cổ phiếu mang tính chất ấy thôi. BVD đi, BVD nè. Rồi BVD nè mọi người, BVD ngày hôm nay thật sự là vẫn đang đã bị trả về khu vực là khoảng 33, 33, 3, có thời điểm là thấp nhất là 32.6 nhưng nó kéo về lại. Thì hiện tại ha, cái khu vực phòng thủ của anh chàng này là ở đây. Đây mọi người, rõ ràng đây nè mọi người. Ở đây là một cái sự kết hợp rất là nhiều đó nha. Thì hiện tại cái nền giá mà cứng nhất của nó là gì ạ? Nó đã vừa bị thủng qua MA 50 rồi. Nhưng mọi người phải quan sát đó là những cái đoạn này đó là những cái đoạn ưa bị tin tức nè. Nhưng mà cổ phiếu đã trở về khu vực hỗ trợ rồi. Nếu trường hợp mà thật sự cổ phiếu nào đi đúng bài nha, nó phải đi trong giai đoạn hiện tại đi ngang như thế này và nó sẽ giảm bớt lực bán, là lúc đó nó lại hình thành lên một cái đợt tăng lại nữa. Còn nếu trường hợp mà thế giới á nó có những tin tức xấu, ví dụ như là tăng sản lượng dầu nè, rồi mấy anh chàng kia bắt đầu là hoảng về xung đột hoặc là chiến tranh á, thì cái câu chuyện anh chàng này sẽ bị tụt giá theo cái câu chuyện của bên nước ngoài, và khu vực hỗ trợ của nó sẽ đâu đây ở dưới này nè ha. Còn trên khung tuần thì thời điểm mà nếu như mà thấp nhất là nó rơi về khu vực khoảng giá 31.3 ha, 31.3. Thì đối với những ai hiện tại thật sự mà có muốn đầu tư với những nhóm cổ phiếu như thế này, nó phải đánh theo dòng tin tức rồi mọi người ha, cẩn thận. Tin tức thì mình có nói rồi, lúc thì ăn lúc thì thua đó, tại vì nó biến động theo tin thì nó rất là khó để dùng cái đồ thị để trả lời mọi người, rất khó để dùng đồ thị trả lời. Còn nếu nói về góc độ về kỹ thuật hiện tại thì anh chàng này cũng đã trở về một cái hỗ trợ đáng tin cậy của nó là cái đường kênh giá này nè ha, và rút chân lại thì quan sát như thế nào. Có những ai là mà người ta cũng có giai đoạn là họ sẽ chia ra để họ bắt đáy mọi người, có những giai đoạn là họ sẽ chia ra để họ là mua giải ngân một phần, tùy vào khẩu vị và tùy vào tính cách của mỗi người đầu tư nha, phải làm rõ ra như vậy. Rồi ok, như vậy thôi, chúng ta đã cơ bản là đi qua được cái nhóm thứ nhất, đó là nhận định tổng quan nè, thứ hai là phân tích những cổ phiếu đã làm xanh đỏ thị trường. Thì tóm gọn lại, thị trường ngày hôm nay là vẫn là một phiên xanh khá là ok để nó làm một cái phiên bản lề cho tuần sau. Nó làm cho tất cả mọi người, đó là gì ạ? Nó làm cho tất cả mọi người là cởi bỏ đi tâm lý nè, đúng không? Đó, rồi cả người mua người bán lúc này thật sự mà nói á, họ sẽ chuẩn bị cho họ những kịch bản để tuần sau họ sẽ ngắm nghía những cái mã cổ phiếu nào họ đã quan tâm từ trước tới giờ, mình bảo đảm luôn á. Ok, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai này nè, đó là đi qua những cái review là những cái nhóm ngành trong tuần. Ok chưa mọi người? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua nhóm thứ nhất là nhóm banh. Nhóm banh thì mình nói là VPBank có nói rồi nè, MBBank có nói rồi nè, Tiên Phong Banh thì thật sự là mọi người cũng chú ý ha. Tại vì cổ phiếu này á là cổ phiếu hiện tại là vẫn đang xây nền đi lên này ha, vẫn chưa không có vi phạm gì cả, vẫn là một cổ phiếu mạnh, không bị gãy những cái đường MA dài hạn đó. Và cổ phiếu này đang chinh phục về những mốc như thế này, hôm nay là một phiên vào vol ổn. Và cổ phiếu mà Tiên Phong Banh thuộc cái dạng đánh là đánh cũng rất là nhanh đấy nha, một khi không đánh thì thôi, đánh cũng rất là nhanh đấy đó. Tiếp tục là phải chú ý vào cổ phiếu MB Bank nha. Nói chung là sẽ có ba cổ phiếu, thật ra Techcombank á, à không không phải, STB á mọi người. Thật sự STB nó cũng có câu chuyện riêng của ổng, nhưng mà lại liên đới đến là cái nhóm của nhà anh Quyết, cho nên thôi giai đoạn hiện tại nếu trường hợp mà liên đới như vậy á, và cổ phiếu này thật sự nếu nói về góc độ mà mạnh thì nó vẫn không mạnh bằng so với góc độ về đồ thị hiện tại á, của ngày hôm nay nha. Sau giai đoạn mà những cái cổ phiếu kia nó bứt phá lên và nó rớt được cái kia đó, thì chúng ta nên quan sát ba mã, đó là đầu tiên là VPBank nè, đó trên tất cả những đường MA rồi. Thứ hai là
Tiên Phong Bank nè trên tất cả những đường MA rồi. Thứ ba là MB Bank nè, MB Bank hiện tại cũng đã trên tất cả những đường MA rồi. Ok, vậy cho nó dễ ha. Chú ý được ba mã này cho mình nha. Rồi. Để mình một tí. Rồi, nó bị gì đây? Ok, tiếp theo là cái nhóm chứng khoán. Nhóm chứng khoán ha. Rồi, tới nhóm chứng khoán nè mọi người. Thì nhóm chứng khoán thì hiện tại ha, VND là mọi người nên quan sát đúng về kịch bản là nó trở về lại khu vực. Hôm trước có một bạn hỏi mình đó là về khu vực nào mọi người giải ngân được, là mình nói rồi, về khoảng khu vực 30.2 không gãy là được phép mua nha. Rồi nhớ nha, ông này là ông này ổn hơn những ông kia đó. SSA nè mọi người, SSA hiện tại thì nó lại có một cái quá trình đó là bị bán và đang nằm dưới tất cả những đường MA. Và những ai mà có đầu tư lướt sóng, mình đã chỉ cho mọi người cái điểm chặn lỗ rồi, là khi cổ phiếu mà rep gãy này là mọi người phải bán nè đó. Và sau đó hiện tại cho dù cổ phiếu này nó đi trong hộp như thế này, thật sự nó cũng không đẹp bằng cổ phiếu của VND. Tại vì VND là mọi người rõ ràng nó nằm trên tất cả những đường này rồi nè. Mình hay nói đơn giản thôi, mọi người giống như một con cá, mọi người đang 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 giống như là mọi người đang muốn thở khi mọi người bị người ta đẩy lại. Mọi người đó, anh chàng này là anh đang ngon ngóp trên mặt nước rồi nè. Đấy, SHS thì thật sự là SHS phiên hôm nay là một anh này thì anh đánh thì nó cũng khá là dị. Nói thật, anh đánh cái biên độ, mọi người thấy nè, rõ ràng tại sao vậy. Cái cây nến này á, nó là cây nến biên độ, là cây cây Maruvu, nhưng mà hôm đó mình bảo là mình chắc cú là anh sẽ đánh trong khu vực này thôi, anh sẽ trong hộp này à. Đó là đúng y như kịch bản, là anh đánh như vậy đó. Anh này đánh rất là dị nha. Hiện tại là đối với mọi người á, có ai đang nắm dòng cổ phiếu chứng khoán hoặc là chưa nắm á, thì mọi người cũng nên lưu ý đó là khi thị trường mà đi xanh trở lại như thế này thì rất có khả năng, mình có hay nói rồi ha, là cũng một phần giải ngân một phần cho ông chứng khoán được rồi. Và nếu có chọn thì chọn nên chọn ông VND. Và ai mà có muốn quan tâm đến cổ phiếu chứng khoán nào á, mà thật sự mọi người có câu hỏi thì cứ để lại bình luận nha. Rồi, đầu tiên là banh qua rồi ha, và chứng khoán qua rồi. Banh và chứng thì mình có nói rồi, là thuộc cái dạng không phải là cổ phiếu mạnh nhưng mà là cổ phiếu của thời vụ. Đó là cổ phiếu của thời vụ mọi người ha, là khi mà thị trường mà tăng mạnh như vậy thì chắc chắn là mấy anh này nó phải góp phần. Và ai chứ anh chứng khoán, là khi thị trường xanh thì ảnh sẽ xanh theo mọi người đó. Và đặc biệt quan trọng là hiện tại ảnh đang bị nẻ về những khu vực là dưới nền rồi, cho nên là những lúc mua như vậy nó đỡ tâm lý hơn là mọi người phải mua cao mua rét khi mọi người không có kinh nghiệm của mọi người á. Ok chưa? Rất rõ ràng nha. Rồi, bất động sản. Ok, bất động sản là FLC thì mình không nói nha. FLC thì mình không nói ha. Đối với những ai mà mua mua bán thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm của mình. Thứ hai, anh HQC nè. Anh HQC là mình có nói là trường hợp ảnh rất dễ hình thành A, B, C và hôm nay ảnh làm được điều đó đó. Thì mình có khuyên mọi người á, là khi trở về những khu vực kháng cự này là mọi người bán. Thậm chí giai đoạn hiện tại vẫn bảo luôn một quan điểm là khi cổ phiếu có hồi về mọi người vẫn phải có tư duy bán. Thứ nhất, nếu trường hợp mà rơi về khoảng khu vực là 9.4 là mọi người nên có tư duy bán đối với những ai mà chưa bán được nha. Đây là may mắn á. Còn cái chuyện mà khi nó hồi về mà nó lên nữa đó là cái câu chuyện khác rồi. Nhưng mà trước mắt là mọi người phải có cái tâm lý như vậy đi, cái tư duy như vậy đi ha. Chứ mọi người mà giao dịch không có nguyên tắc là lỡ trường hợp nó quay đầu nó giảm tiếp á, là lại ôm bẻ đầu luôn đó. Chứ gì nó cũng phải có, cái gì nó cũng phải có nguyên tắc nha mọi người nha. Ok, HAG hiện tại vẫn đang trong một cái trạng thái đi ngang như thế này, không có sâu cả, đang đứng trước những cái làn vừa tin xấu tin tốt ha, vừa là hủy niêm yết rồi vừa lại được im niêm yết lại vân vân. Nói chung cái câu chuyện này mình không quan tâm, mình đang nhìn ở góc độ về kỹ thuật thì hiện tại vẫn ổn, đang đi đang đang trong một trạng thái, nếu nói đúng luôn nữa đó là anh chàng này á là đã cắt được cái đà giảm rồi ha, anh ta đang gặp lại khu vực kháng cự ở đây nè đó. Mình nói trên góc độ về kỹ thuật thôi, còn cơ bản thì báo chí sào chẻ vậy đó, mọi người đọc vào, mình đọc mình cũng biết nữa mà, ai đọc cũng biết trơn á, cho nên đừng có đây. Và thứ hai là nó đang hình thành một cái hộp như thế này, ok chưa? Và hiện tại là nó vẫn bình thường, khi nào á thậm chí là nó gãy hộp mới bán, còn hiện tại đang đang đi ngang này nó vẫn có câu chuyện của đánh lên, nó trở về khu vực ở trên này nữa nè, chứ chưa chắc là nó sẽ giảm đâu nha. Còn hiện tại là sau tín hiệu ngày hôm nay đa phần là nhóm bất động sản lại câu chuyện là bẻ lái lại. Ok ok ha. Đất xanh thì mình có nói rồi ha, hiện tại anh chàng này là anh đang cố gắng xây một cái nền trên này nè, mọi người quan sát bao đúng không mọi người, y chang luôn,
1 nè, 2, 3, 4, 5, 2 tuần liên tiếp là đất xanh xây này rồi ha. Cho nên nếu trường hợp mọi người mà đang cầm cổ phiếu này ha, để mà thật sự nó thánh thót, nó phải đánh red volume kìa, và với một cái lượng vol cực kỳ bá đạo, nó phải hấp thụ được những lượng hàng ở đây nè. Thứ nhất nó khẳng định luôn là chúng tôi đang muốn đánh lên rồi các bạn, là lúc đó mọi người mới lên tàu ha. Còn hiện tại vẫn là trong giai đoạn đi ngang như thế này nè ha, thì mọi người khi đi ngang cái hộp như thế này, ai mà có niềm tin sắt đá đó, này là mình không trách mọi người, ai ai có niềm tin sắt đá là mọi người phải chỉ mua khi nào, khi nó về những cái khu vực ở dưới này nè, đó tạo nên cái hộp hộp như thế này nè, mọi người mua dưới đáy hộp nó an toàn hơn, là chấp nhận mua thấp mà. Tại vì trong trường hợp này mọi người mua thấp bán cao chứ gì nữa mọi người, chứ không lẽ bây giờ mọi người mua cao lên trên này mọi người mua, đúng không? Đó, cho nên những trường hợp này ông nào mà ông nói hay với mọi người là mọi người không nghe, chỉ khi nào mà nó hình thành nó mua thấp nhất có thể là an toàn, còn không á là khi nó gãy luôn là không được đụng đậy gì ha. Bởi vì nó sẽ có trường hợp nó sẽ test, mình có nói rất kỹ rồi, nó sẽ quay trở về khu vực 33 là bình thường đó, chứ đừng có nói nha. Bởi vì hiện tại nó đang vẫn hình thành một cái xu thế đó là tăng, nhưng mà xung lực tăng rất là nhẹ đô đó, hay còn gọi là phân kỳ âm của RSI ha. Rồi tiếp tục là SCR. Ok, SCR mình nói rồi, hiện tại đang tạm cái này như vậy, cứng ngắc giữ nguyên. Hôm nay đóng nắng về lại khu vực này phòng thủ, thậm chí có những người hả? Có những người là chấp nhận, người ta hôm nay người ta ra khơi, người ta bắt đáy luôn nè mọi người, bình thường. Đó, cái câu chuyện của hai phe là về khu vực này là khu vực của hai phe đang giao tranh nha, phe buy với lại phe sell đó. Thì hiện tại nếu đúng kịch bản là về hỗ trợ là được phép thử, cho nên nhiều người thử quá thì nó sẽ làm cho thị trường nó kéo lại là đúng, không có gì cả. Long điền gấp. Ok mọi người thấy không? Đa phần là khi bị test trở về hỗ trợ cứng là bị bật lại mọi người ha, thì được bật lại. Mà vol hiện tại hôm nay là không cao lắm. Cái điều này nó phải là thực tế, cho nên khi anh chàng này mà không cao lắm thì lên trên này là anh dễ bị tán lại nè. Lên trên khu vực khoảng giá 22 là anh dễ bị bán lại, cho nên những ai cầm Long Điền là cũng phải lưu ý ha. Trước mắt là phải cứ như vậy đã. Rồi, đích đi ha. Ok, mọi người thấy không? Anh Đích cũng y chang trường hợp như vậy, phải được phép thử mọi người. Mọi người không phải là thiên tài đâu, cho nên á mình nói rồi, về hỗ trợ cứng mà không thử thì lại có lỗi. Không lẽ không thử hỗ trợ cứng, không thử hỗ trợ thì nó lúc nó lên tới trên cái khu mà trên này là mọi người lại bắt đầu là sung lên. Đúng không? Mọi người lại bắt đầu là bị hê nghe hết râm này râm nọ, rồi mọi người là bị dòng tiền nó cuốn theo mọi người mua. Lúc đó mọi người đang làm cái công đoạn đó là gì ạ? Lính cảm tử quân đi đánh trận không nên. Rồi, rất là rõ nha. Tuy nhiên nó là một tín hiệu khá là tốt so với lại cái dòng bất động sản mình trong cái điều này rất là nhiều, đúng không? Tại vì khi anh về hỗ trợ anh bật lại là chuyện hết sức bình thường, mà nó làm tín hiệu tốt cho thị trường đó mọi người. Tại vì khi tuần sau không nhóm này ra tay thì cũng sẽ có nhóm khác ra tay, và cũng câu chuyện là hết dòng này tới dòng kia nó sẽ xoay quần nhau, nhưng mà nó sẽ có một cái sự phân hóa nhất định nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Hôm nay có thể nói hôm nay là một phiên tăng đồng loạt, nhưng những phiên sau trong nhóm bất động sản này nó sẽ có sự phân hóa đó. Mình nói trước nha, hôm nay là vào ngày 1 tháng 4 đó, mình có nói điều này. Anh chàng sale rõ ràng mọi người, mình nói là về đây là không bán nha. Những ai mà đã mua mà mua lỡ, mình có nói là trên khu vực này không được phép mua, còn muốn mua là phải về hỗ trợ này cho mình nè, được phép thử. Đúng không, mọi người được phép thử thử cạnh đáy hộp nè. Đó, rồi nói xong rồi đó nha. Mọi người có bất cứ câu hỏi nào thì mọi người để lại nha. Nam Long gấp. Ok, Nam Long gấp hiện tại thì vẫn đang trong cái giai đoạn là đánh trong cái này thôi, đạp hôm nay là trở về cạnh kênh dưới và kéo lại trong phiên cuối phiên. Đa phần là những cổ phiếu bất động sản là đều kéo lại ha. Anh thép thép đã tồi thế đấy, hiện tại là sau giai đoạn này mình nói rồi, khi mà thép mà nó bị thủng này như thế này thì thật sự mà nói mình không biết câu chuyện của tương lai là lái nó đánh như thế nào, nhưng mà kịch bản đa phần á khi nó về lại khu vực mà bị cản như thế này là anh phải đi ngang mọi người, anh phải đi ngang và anh coi cái xung lực như thế nào anh mới tăng lên ha. Còn cái câu chuyện hiện tại là cũng có khả năng là có nhiều trường phái đầu tư trong này lắm, có những người người ta sẽ giải ngân mọi người, rõ ràng cái đó là câu chuyện của họ đó. Nhưng nếu nói trên góc độ về kỹ thuật á là hiện tại anh này yếu, nói thật yếu. Tại tại sao? Tại vì anh ta là anh gãy cha luôn cái đường EMA của 20 trên khung tuần này, anh sẽ gặp cái kháng cự ngay chỗ khu vực 46.8 á mọi người ha. Cho nên là nếu tuần sau mà đẹp lắm thì anh sẽ quay trở về khu vực 46.8 đến 47 đó,
Ai cầm ấy ha? Nam Kim. Nam Kim ha. Nam Kim thì hiện tại là trên khung ngày đã bị gãy cái chỗ này rồi. Đối với những dạng mà cổ phiếu như vậy, mình có nói là khi trường hợp mà bị gãy này thì mọi người bán. Nếu trường hợp mà cổ phiếu hiện tại nó đang gặp kháng cự tại khu vực khoảng 48.9 nha, đối với những trường hợp mà nó có hồi trả lại á thì mọi người cũng nên hạ vị thế bớt ha. Còn cái câu chuyện đúng sai trong thị trường thì để đó cho nó trả lời. Nhưng mà mọi người hiện tại rõ ràng là cổ phiếu này đã bị gãy trend nè, gãy gãy đường EMA cái đã ha. Ở đường EMA cả đã. Có những lúc mọi người mà không quản trị đúng là đôi khi nó vẫn có kịch bản nó rơi về đây, đúng không mọi người? Tại sao không có? Tại sao không có? Đó, bình thường. Cho nên trong thị trường này nó gọi là gì ạ? À? Thiên biến vạn hóa thôi. Chỉ có thể là chúng ta nhìn vào cái cách mà nó vận động thì chúng ta làm theo cách nó vận động ha. Và cách tốt nhất là hiện tại là nên tập trung vào những cổ phiếu mạnh, đó là điều mà mình khuyên mọi người. Hoa Sen thì cũng vậy ha. Sau giai đoạn hôm qua y chang Anh Hòa Phát, bữa nay bắt đầu kéo lại, von lại mỏng. Quan sát câu chuyện tuần sau, hỗ kháng cự gần nhất của anh chàng này là khu vực giá khoảng là 38.5. 38.5 ha mọi người ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi qua dòng dầu khí. Dòng dầu khí hồi nãy là chúng ta đã trao đổi câu chuyện của anh BVD rồi, giờ anh BVS nè. Anh BVS vẫn mình có nói trong tuần trước à, về lại khu vực trên này là 37 là mọi người phải có tư duy bán cho mình. Thậm chí là mọi người bán như thế này nè, mình nói rõ ràng, mình còn nhớ là bán một phần, một thậm chí là 2/3. Tại vì còn nếu trường hợp nó may mắn nó về trên này nè. Đó, còn không nó rất có khả năng hình thành sóng A, B, C và ngày hôm nay nó đang trở về lại khu vực ở đấy nè, cái hộp này rồi. Đó. Cho nên đối với những ai trường hợp mà như thế này á, thật sự mà nói vẫn có đây nè. Nếu mà nói chuẩn bài thì cái hỗ trợ của anh này anh phải rơi vào khu vực khoảng giá 32, 33 mọi người, 32.733, 32.733 thì lúc đó mọi người thật sự mà nói á, về những hỗ trợ như vậy thì vẫn được phép giải ngân. Giải ngân một phần thôi nha. Bởi vì nếu trường hợp mà mình phải đặt ra kịch bản, lỡ như cái trường hợp tin xấu đi, anh này đánh theo tin mà anh gãy về khu vực phòng thủ dưới này là tuyến khoảng 31 chấm 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 5 thì sao? Đó, ok ha. Hôm nay là bị gãy trên này nhưng mà bị bán khá là rác đó ha. Von mạnh thì tạm thời là đang quan sát là rơi về cạnh hộp vẫn kéo lên, hy vọng anh ta đánh trong hộp thì lúc đó mọi người vẫn có cơ hội để mua lại những anh chàng như thế này nha. Đối với cổ phiếu dòng dầu khí gas, rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua dòng thủy sản. CMX rất là mạnh, nói thật sự luôn. Hiện tại á mình có kể kịch bản rồi, đến khu vực này thật sự hôm nay là mình đã chốt lời 1/3 đối với CMX rồi ha. Mình nói là mình làm đấy, mặc dù là những cái mốc như thế này là mốc kỳ vọng thôi. Và tại sao mình có những mốc như thế này là mình đã biểu thị cho mọi người cái cách mình sử dụng những cái gì rất là đơn giản rồi ha. Thì trước mắt khi gặp kháng cự là mình phải bữa đó, mình không có nói nhiều, mình nói được là phải làm được ha. Sau đó trường hợp mà cổ phiếu này hình thành trong cái hộp này không gãy là mình mở điểm mua tiếp tục. Tại vì mọi người thấy không, anh MWG này mọi người đấy, đó anh tạo thành hộp và anh đi lên. Cho nên những cái dạng như thế này là mọi người phải học từ thị trường nha, nó sẽ trả lời cho mọi người rất nhiều. Và vẫn có động thái mình phải chừa hàng lại để mình cover ha. Rồi anh VHC quá mạnh luôn á. VHC là mình nói từ những cái thời điểm ở dưới này nè, bữa nay lên rất là mạnh rồi. Hiện tại cổ phiếu này không mua mới, chỉ thích hợp cho những ai nắm giữ thôi. Chứ mua mới lúc này là mua lúc nào nữa, là chỗ nào mua nữa mình không biết chỉ mọi người sao luôn á. Đó, vì cổ phiếu tăng quá là mạnh rồi, tăng quá rác rồi. Và nếu trường hợp mà mọi người mà sử dụng luôn cái gì ạ? Sử dụng Fibonacci thì hiện tại anh ta gần chạm như đến khu vực 100, khu vực là tỷ lệ vàng 1.618 rồi mọi người ha. Ok. Rồi ANV đó. ANV có người hỏi mình ngày hôm nay mua hay không thì thật sự mà mình nói á, rất là khó để mình mua. CMX nó ngon lành hơn. Hình như mình có trả lời trong cái comment để lát mà mình cho mọi người thấy à. Dệt may là VGT ha. VGT là gặp những cái khu vực kháng cự ở đây phản ứng rất bình thường. Cổ phiếu này á nó vẫn có cái xung lực đi lên chứ không phải là không nha. Xu hướng đi lên. Hiện tại là ví dụ trường hợp mọi người có mở mua mới ha, mọi người chờ về những cái khu vực hoặc là khu vực khoảng 26.4 nè. Đó, tại vì anh chàng này anh đang năn nấy nên rất là rõ nè. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh chàng này nè, anh đang đánh theo cái cổ phiếu của TNG và dòng mọi người phải xem xét là dòng dệt may nó có những cái câu chuyện triển vọng hay không.
Đó, còn hiện tại mình thấy TNG là mạnh hơn VGT. Nhưng đối với nó như vậy cũng đâu không đồng nghĩa với việc là VGT không tăng nha. Nó sẽ ăn theo những anh lớn như thế này. TCM, rõ ràng TCM cũng đang cố gắng là đang đã bứt phá được cái đường MA 200 nè. Đường về ai cầm cổ phiếu này là hiện tại đang gặp cản ở đây là một nè. Cản ở đây là hai, cho nên ai cầm những cổ phiếu này là chờ. Và những khu vực cản như thế này là chốt bớt 1 phần 3 để xem vị thế như thế nào. Tại vì ảnh muốn lên đây anh còn phải kéo thêm những cái anh phải kéo thêm những đường EMA kia tăng lên mọi người, mà muốn kéo được như vậy một là phải tăng rất là thốc, tăng rất thốc xong nó phải trả lại để chi, biết không, nó phải đi sideways. Thì khi đi sideways mọi người, tại vì công thức mà tính ra đường EMA là trung bình của rất là nhiều phiên, nó sẽ cộng lại và chia ra cho tổng số phiên, thì nó sẽ vô tình nó sẽ kéo cái đường EMA đi lên đó, rất là đơn giản nhưng mọi người phải hiểu cái hiệu quả nha. Rồi tiếp tục là đến với anh phân bón. Phân bón hiện tại là đối với những dạng như vậy là mình nói rồi quá đúng luôn mọi người ha, đã tạo cái dấu hiệu phân kỳ âm thì tới lúc này là phải bán ở những đoạn trên này nè, mình có nói hoài luôn, thật sự là như vậy đó. Còn đối với những ai mà mua hiện tại là không mua nha, cứ bình tĩnh thôi, chứ bây giờ là mua thì sao nữa, đợi đợi nó trở về nó phản ứng lại những cái khu vực ba đỉnh trước đây như thế nào ha. Đó, đạm phú mỹ cũng hiện tại đạm phú mỹ thì nó vẫn như thế nào, nó đỡ hơn cái anh chàng đạm cà mau nha, là anh vẫn đang đóng quân ở trên khu vực là chỗ này đó. Nhưng mà hiện tại là đa phần là người ta sẽ có tư duy là bán nhiều hơn là tư duy mua đối với những cổ phiếu như thế này. Rồi ai có cái cổ phiếu nào của dòng nào mọi người quan sát thì mọi người gõ ra nha, bán lẻ thời điểm này hiện tại rất là bá đạo mọi người ạ. FRT nè đó, tuy nhiên câu chuyện của FLT hiện tại là xung lực bắt đầu nó giảm dần nha, không có đua đua gì lúc này nha, cổ phiếu là lúc này là chỉ để nhìn ngắm thôi, nó tăng thì kệ cha nó, chứ bây giờ mọi người đừng có nhảy vào ha, nhảy vào mọi người phải thật sự nắm rõ, và mọi người có phải là người giỏi cái câu chuyện của định giá đâu, đúng mọi người, nếu mọi người là người giỏi câu chuyện định giá thì mọi người làm thoải mái ha, anh chàng này là vượt đỉnh rồi. Đồng thời là đối với những ai mà cầm hàng thì chờ nó tăng thì chốt nó thôi, chứ không biết đâu mà lần BNG rất là bá đạo thật sự như vậy. Trước đó là mình cũng có view về BNG này cho mọi người, nhưng mà rõ ràng mọi người thấy không, anh ta là anh đánh rết kháng cự, anh đánh rết cái chỗ này, và anh quay trở về khu vực hỗ trợ là cũng có một cái lực cầu. Lúc này là người ta thử nè mọi người, cái dấu người ta mình đưa này nè ha, tại vì những cái đoạn hỗ trợ như vậy là nó ưa xảy ra hai phe tranh chấp với nhau lắm đó, cho nên cái nếu như phe nào mà họ thử nhiều hơn là người ta thắng mọi người, người ta thắng, là phe nào mạnh hơn người đó thắng. DC World hiện tại thì thật sự mình không khuyến cáo mọi người mua, khi nào mọi người thật sự biết rõ về câu chuyện anh chàng này ha. Đó, tăng nhưng mà thật sự là cái xung lực tăng nó vẫn đang rất là giảm nè, vẫn có những cái dấu hiệu mà nó đang cố gắng nó ráng kéo như thế nào đấy, và nó tăng quá mạnh rồi, quá sốc rồi ha, nó tăng như vậy rồi nói chung là không có cái điểm vào nào hợp lý an toàn, trừ khi nào mọi người thật sự là phải rất là có kinh nghiệm về cái này ấy nha. Đó, cái này thật sự để mình nó tăng từ này giá như này, từ giá 12 bây giờ lên đây là nhiêu, tăng gấp mười mấy lần, ok chưa? Rồi không có mua, trên thị trường còn rất là nhiều cổ phiếu chứ không phải là thấy nó tăng xanh gì bắt đầu mọi người nhảy vào. Các bạn là F0 là dễ bị dính như vậy lắm. Rồi thôi, FPT có nói rồi, MWG nói rồi. Cảng biển, câu chuyện cảng biển thì mọi người chú ý là vót hiện tại vẫn đang đi ngang bình thường ha, không có gì cả, vẫn tiếp tục nắm. Nếu trường hợp mà test trở về khu vực khoảng 21.5 không gãy là mọi người vẫn có cơ hội mua. Đi đi à Zimadep này ha, vẫn bình thường. Cổ phiếu vượt đỉnh mọi người, bình thường. Và nên nhớ nha, nên lấy cái bài học của anh MWG ra ha, đi ngang không gãy này, test lại những khu vực này nè, là mọi người khi mình nói vậy là mọi người biết là mọi người sẽ phải chuẩn bị cái kịch bản gì trong đầu nha. Rồi, chứ không phải là sau này thấy nó tăng lên hoặc là nó làm như thế nào mọi người hỏi tiếp nha, còn khi mua là phải có quản trị. Cảng biển xong rồi, xây dựng C47 à, C47 là đó, ví dụ trường hợp nè anh chàng này ảnh kéo ở đây hỗ trợ và anh tăng lên, nhưng mà hiện tại là không mua mới anh chàng này nha, đang gặp lại khu vực kháng cự để im cho nó vận động đi, rồi lúc đó mọi người xử lý tiếp, không tại vì thị trường nó còn đó, cho dù anh tăng đi, tôi cho anh tăng luôn, anh lên đây anh sẽ gặp nhiều cái lực lượng trên này nó cũng đánh chiếm với nhau à, thì nếu trường hợp đó là mọi người sẽ có những cái trạng thái mua sau khi mọi người kỳ vọng nó tăng. Và khi anh chàng này tăng thì điều đó nó đồng nghĩa với việc gì mọi người, sẽ có những cái triển vọng của những cái ngành là đầu tư công đó, mình có nói hoài à, đầu tư công xây dựng nè,
HBC hiện tại là đang chạm ngay của khu vực hỗ trợ. Giữ trường hợp này anh chàng này mà leo lên lại khu vực khoảng trên này bán, và sau đó là anh phải đi từ từ vậy đó mọi người. Anh hút thì là khỏi nói rồi, hút là hôm nay là bán về hỗ trợ mà mua lên như vậy thì cái này thật sự câu chuyện này là nếu trường hợp đây rõ ràng nha, nó còn cái giá trị mình nói là ở khu vực này mình không cho mọi người mua nè, mình nói rồi nếu thậm chí mà thật sự ai mà muốn có liều máu liều á là hãy nên anh hãy trả về đây cho tôi đi, rồi lúc đó là các anh em muốn làm gì đó làm. Thì ngày hôm nay là trong những video trước mình có nhận định ha, mọi người coi lại là đã có ông này nè, và trường hợp này là thuộc dạng bất đáy cổ phiếu nha, thuộc dạng ai mà ưa ưa phiêu lưu và ưa mạo hiểm và bắt lấy, và bắt đáy nó phải có cơ sở luận của nó đàng hoàng nha, chứ không phải là bắt đáy khơi khơi trên này tự nhiên á. Mình có nói những video trước mọi người, khi mà nó thủng xuyên thủng qua những cái lần đầu tiên đừng bao giờ mà đưa lưng ra đỡ cái dao đó, không nên. Mọi người phải chờ cho những cái tầng ở dưới á, thì những cái tầng ở dưới thường thường là cái vết đau nó nhẹ dần rồi ha, và đồng thời là người ta sẽ có xu hướng người ta muốn mua nhiều hơn là người ta bán mọi người, cho nên lúc đó mọi người hả nên là người làm như vậy nó sẽ hay hơn đó mọi người, chỉ cần nhìn hình dung nó đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục là nhóm vật liệu xây dựng Hà Tiên Một vẫn đang đi ngang, hôm nay là thủng ra hộp thôi, những dạng cổ phiếu này không chơi, chờ hồi rồi bán, có câu chuyện thấy chưa. Rồi KSB, KSB rõ ràng mình nói mọi người là về khu vực này không được phép mua, hôm nay là vẫn có những dấu hiệu suy yếu này ha. Hiện tại RSI đang đi ngang như vậy vẫn chờ đợi thôi, bởi vì nếu trường hợp mà anh xấu mọi người ha, anh không ổn á, anh này anh ưa đạp về dưới này nè, cái cá tính của anh này là vậy đó, 44.5. rồi tiếp tục là câu chuyện của bảo hiểm hôm nay BVH, BVH ha, BVH mọi người thấy không, khi nó test trở lại khu vực này nè, mình không nghĩ là mình vẫn nghĩ là nó phải test về, nhưng mà nó chỉ test lại khu vực ở đây thôi mọi người ha, đây nó test lại đây thôi và bắt đầu nó tăng lại nè, rõ ràng kinh. Mình lúc đầu là mình nghĩ là nó phải test về khu vực quãng đường EMA dưới này nè ha, nó chỉ test về ngay cái râu nến này nè đó. Trong thị trường ít nhất là mình phải có một cái tư duy như vậy mọi người, nó vẫn phải test về, nhưng mà quan trọng nó test về đâu thôi, nhưng nó test về để nhằm mục đích gì, nó cũng có sức mạnh và nó tăng, chứ không phải test về là để cho xu hướng giảm nha. Rồi còn hiện tại là ai mà đang cầm cổ phiếu này ok, hoặc là đã mua mới giai đoạn này thì chờ về khu vực này mọi người bắt đầu xem phản ứng thôi. Nhóm tiếp theo là MIG, MIG vẫn tăng tốt đúng không mọi người, anh ta hiện tại hôm nay ha vẫn không có bị gãy khu vực này, vẫn đang trong một cái hộp này, rõ ràng là anh này test về khoảng 1/2 cái nến vết trước đó này ha. Đây là cái kinh nghiệm mà xương máu mình đã đầu tư bên bên FX qua, thật sự khi anh test về 1/2 này nè, nó là một cái xung lực để nó làm lại mọi người, cái cầu người ta đủ rồi người ta bắt đầu ta đánh lên lại, thì hiện tại mọi người cầm chờ về những khu vực đỉnh khoảng 29.3 mọi người bán ha, 29 ha. Rồi tiếp tục là anh chàng mà nhà nào nhỉ, điện là anh Ri, anh Bao Bao thế chứ mọi người, trong giai đoạn này hiện tại là cổ phiếu đã gãy khu vực này rồi ha, thì hiện tại anh chàng này đang đi ngang và cũng đúng thôi, khi anh chàng này đi ngang mà thủ được cái khu vực này thì là ổn, mình có vẽ ra nè, thậm chí là về đây tăng lên rồi giảm đi ngang đó anh Ri, đối với cổ phiếu rồi không đó thế chứ mọi người, đây chỉ cho mọi người thấy những cái cách mà nó đang vận động là tạo hộp và đánh lên nè, cho nên mọi người đừng nghĩ rằng mà tạo hộp nó giảm nha, cho vì vậy á, mọi người phải quan tâm là những cổ phiếu nào mọi người phải note lại cho mình nó mạnh, mọi người phải lưu ý lại ha, chứ không là mọi người sẽ bị bỏ cái nhịp sâu luôn á, và với điều kiện là phải từ cái dưới những cái này này nó tăng lên còn ít nhẹ đô nha, chứ những cổ phiếu mà nó chót vót mà nó tạo hộp là mọi người không nên mua, chọn những cổ phiếu khác mọi người mua nha. Rồi nói khang giọng luôn mọi người ạ, nhớ nói tới đây là mọi người nên like và subscribe, đồng thời mọi người hãy để lại bình luận dễ thương cho mình nha, tôi đọc hết trơn á chứ. Rồi anh chàng y tế dược đi hai hai nói chung là câu chuyện của dòng bên của anh Quyết đây, nếu trường hợp anh này đi ha, anh tạo một cái hộp như vậy mọi người dám mua hay không, mình hỏi thật đó là câu trả lời của mọi người nha. Hiện tại anh này anh kéo từ này lên là bao nhiêu rồi ạ, 30% rồi mọi người ơi. Thôi đối với những dạng như vậy thật sự nó chỉ phù hợp cho những ai có máu liều, thứ hai nó tăng từ dưới này lên rồi ha, có những chuyện là trên thị trường chứng khoán nó vẫn làm được mọi người thấy không, ai đâu mà không làm được, nó tăng lên khoảng ba hai trăm hai trăm ba chục hai trăm giá 230 thậm chí 300.000 là bình thường. CSV đó, CSV nè, ok nè, cổ phiếu sao vậy đó, CSV nè, hiện tại ha anh chàng này, chú ý anh chàng này nha,
Chú ý anh chàng này nha. Anh này mà tạo một cái hộp như vậy mà không có dấu hiệu mà tiền vào là bắt đầu mọi người mua được nha. Vì bản chất đồ thị của anh này là bản chất một cái trend tăng lên như thế này nè. Đó, chỉ ra rồi đó nha. Rồi, đó đụng với cổ phiếu nào, bởi vì sắp tới là câu chuyện của phân hóa mọi người, chứ chưa hẳn là đánh theo dòng. Còn đánh theo dòng là phải tuần sau mình xem là dòng banh, dòng chứng khoán, rồi dòng khu công nghiệp nó như thế nào, dòng đầu tư công nó như thế nào đó, những dòng mà có câu chuyện triển vọng ngành của họ. Còn dòng dòng thời vụ là khác. Đồng Phú chúc mừng luôn, mới nói ngày hôm qua DBR ha mọi người, ngày hôm nay đó nói rồi, những dòng như vậy là mọi người phải lưu ý nha, mình có nói rồi, những dòng như vậy là mọi người phải lưu ý, tạo hộp không gãy đã đến lên red luôn, và bình thường cổ phiếu rất là mạnh đó, cổ phiếu rất mạnh đó nha. Trong đó thì chú ý được Đồng Phú thôi, hiện tại còn anh này anh ơi hơi yếu hơn nè, anh ở Nương Ngương nè ha, anh DRI chọn cổ phiếu mạnh mà chơi mà đầu tư. Rồi câu chuyện của khu công nghiệp quá nhiều rồi mọi người ha, bây giờ là bao nhiêu phút nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta là tới câu chuyện của ADR. ADR thì hiện tại vẫn giữ nguyên phong độ thôi, vẫn đi ngang và vẫn đang nâng nền. Đối với những trạng thái này thì lực cầu nó xuất hiện mọi người, bán thì bán ít rồi nè, đúng không? ADC là câu chuyện ngày hôm nay là có vol vào ha, sau một cái phiên hôm qua là vol vào khá là quyết liệt, để xem hôm nay là anh có dụ cầu hay không đó, hay là anh sẽ test trả lại những khu vực anh này cũng đánh rất là ẩu á, đánh rất là mafia. Nếu trường hợp mà nhìn ra bản chất vấn đề là nhiều khi anh đánh theo kiểu này nữa nè, chứ không phải không đâu nha, để xem thử đó. Anh đánh nhiều cái dạng như vậy lắm. Tiếp tục nè, KBC lâu rồi, KBC hiện tại là vẫn đang nằm dưới không ổn ha, vẫn đang đi ngang khu vực dưới này, trừ khi nào mà anh ta mà đánh một phiên red lên luôn á, là lúc đó mới thật sự là cái cơ hội để mọi người mua, còn hiện tại là không, tại vì lúc này nó có thể là test về nữa chi, đúng không? Có hai kịch bản. Rồi tiếp tục là cổ phiếu của ngành đường, đường có người hỏi là SS. À, bình thường vẫn chưa gãy, đang tạo, đang đi trong khu vực là đường đi ngang như thế này ra, không có sao cả. SBT thì cũng như vậy thôi ha. Đối với những cái dòng mà hàng hóa như thế này thì nó đánh hiện tại nó không ưu tiên thôi mọi người ha. Nhưng còn về câu chuyện là gì, câu chuyện là về khi giá cả hàng hóa này ha, cái nội lực của doanh nghiệp, thì lúc này là mọi người nên xem. Nếu trường hợp mà cổ phiếu này nè, nó ưa có dạng này nè, nó test đánh red như thế này á, là mọi người vẫn được phép mua ha, tại vì lúc này là cái lúc mà anh này anh nén cực kỳ nén rồi nè, nhìn vô là thấy vấn đề rồi, thấy không? Đó, ảnh theo hướng nào là mọi người mua theo hướng đó, ok chưa? Ok ha. Và cái cây nến này là cây nến red lên này, sau đó bị nẻ về, bị trả về là mọi người đó, bị trả về hiện tại, đôi khi là mọi người cũng nên thử được đó chứ không phải không nha, thử và đặt khoảng 5%. Rồi như vậy là chúng ta đã đi qua cái câu chuyện cơ bản là cái gì ạ? Một nè, phần 1 xong rồi, phân tích VN Index nè, phân tích của nhóm ngành nè. Nhóm ngành thì mình có nói là trong giai đoạn hiện tại là đa phần là nó có sự phân hóa và chỉ chọn được một vài cổ tốt cổ mạnh mà chơi mà đánh ha. Đó vẫn là câu chuyện của cũng chọn nhóm ngành nè, nhưng mà phải chọn cổ mạnh nhất trong nhóm ngành đó mà đầu tư. Rồi bây giờ là cái qua cái phần mà chờ đợi nhất của mọi người này ha, đó là trả lời các câu hỏi chiều mua chiều bán, phân tích đồ thị một cách chuyên sâu để mọi người là định hướng được cái góc nhìn cho mọi người nha, và đặc biệt là nó sẽ làm cho mọi người là nắm giữ hay là mua bán trong thời gian sắp tới. Rồi nói tới đây là mọi người nhớ nha, khi mọi người bình luận là mọi người hãy gõ tên mã cổ phiếu của mọi người nè, ghi rõ chiều mua và chiều bán xong. Rồi ok, tiếp tục chúng ta sẽ đi vào cái phần còn lại sau cùng, phần này quan trọng nha. Đầu tiên mọi người đợi mình một chút xíu. Ôi mọi người ơi, nãy giờ hình như là mình chưa bấm play lại, tại vì mình nhà mình có khách đó, không biết là mình bấm dừng chỗ nào. Trời ơi tiếc thiệt, mình nãy giờ mình quay video mà mình lại bấm nút dừng mọi người ạ. Rồi bây giờ chúng ta đi nhanh qua này ha, video này mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của mọi người. Đầu tiên là chỗ bạn Hiền Lê nè, chào anh Thái nhận định giúp mình HNG và DAG, thì mình có trả lời bạn đó là HNG đúng không? Đây HNG hiện tại giữ được nha bạn nha, không có vi phạm là vẫn giữ được. Ok, DAG là tiếp tục giữ được hay không á? Rồi nãy mà giờ mình làm video mà mình quên bấm nút play mọi người ạ. DAG thì hiện tại theo anh thấy là xấu nha, khi cổ phiếu mà đã gãy này nè, khi nên chờ là về khu vực khoảng 13 chấm mấy là mọi người nên bán được rồi ha, là nên cơ cấu một cổ phiếu khác. Ok, chào anh xem giúp em là S99 và TTB chiều mua dần được không ạ? À? Đào Nguyễn nha. S99.
Ok, H99 thì hiện tại là anh thấy là cổ phiếu này á, nó thuộc cái dạng như là đang dò nền ha. Và cổ phiếu này đánh đánh hiện tại là đang dưới tất cả những đường EMA, thì anh không biết là câu chuyện của cổ phiếu này nè nó có yếu tố cơ bản hay không ha. Nhưng trường hợp mà cổ phiếu này á, nếu nói về thử thì mình vẫn thử được, nhưng mà anh lại không khuyến khích cho cách đánh mà mua cái kiểu này hiện tại nha em nha. Nên là anh nghĩ là nên cố gắng là dùng cái cách này, tiền cái vốn của mình đi qua những cái cổ phiếu khác nó sẽ ổn hơn. Không nên mua những cổ phiếu mà dưới tất cả những đường kháng cự như thế này nè, vì nó lên đây thì nó cũng bị nẻ về thôi mà. Rồi, tiếc quá mọi người ơi, mình có làm video mà nãy giờ mình bấm nút dừng mọi người ạ. À, trời ơi, tốn thời gian TTB chứ không là mình xong hồi nào rồi. Rồi tiếp tục này nha, TTB là tập đoàn tiến bộ à. Bạn hỏi là mua dần được hay không? TTB đây, TTB nha, thì hiện tại anh thấy nếu trường hợp mà cổ phiếu này đâu ông này à, anh thấy nha, hiện tại đối với những dạng cổ phiếu này đang đánh trong một cái kênh giá, kể đây trước mắt đây trước đi, hiện tại là như thế này cái đã cho nó dễ hình dung ha. Rồi tiếp tục chúng ta tính nè, sau một cái phiên mà giảm red ngày hôm qua, đối với trường hợp này thì đa phần là người ta sẽ có tư duy là bán cắt lỗ ha. Thì nếu như em chưa mua mới á, anh sẽ có một cái trạng thái trả lời cho em như thế này: em nên chờ nó test trở về, tăng trở về trong khu vực này mà đóng nến xong rồi không gãy khu vực này là em có quyền mua ha. Phải chờ một vài phiên sau em nha, chứ hiện tại đừng có mua kiểu này, rất là nguy hiểm vì đang đang thăm dò đó. Khi trường hợp nào nó test trở về trong khu vực trong này nè, ở khu vực khoảng 11 chấm mấy mà nó không gãy, và khi nó giảm trở lại và vẫn thủ được trong cái kênh giá này của anh vừa vẽ là em mới có quyền là giải ngân. Rồi, sáng trương trương sáng như này, dạ chào anh, nay em mua BVC giá 27.8 có được không ạ? À, giờ mới đọc được câu hỏi của bạn của em nha. Ok, BVC 27.8 đúng không? Anh xem thử. Là ông này là câu chuyện của 27.8, thì thật sự á, để mà nói thì nếu mà mua như vậy thì anh thấy nghe nó khá là sai theo quan điểm về kỹ thuật, thật sự là như vậy. Tại vì khi mà red gãy cái đường này là đa phần là người ta có tư duy bán cây nến này, và nó đúng thôi mọi người, cây nến này vẫn là cây nến bán. Nếu mà trường hợp mà vẫn xấu thì nó sẽ vẫn tiếp tục bán ở những này. Nếu mà nó bán tiếp tục mà nó thủ được khu vực ở đây nè, bây giờ chỉ còn cách nào, rất là khó mà mọi người, rất là khó để coi cái ông này làm có hỗ trợ lúc nào, thật sự là như vậy. Coi BVC, BVC hiện tại á, nếu mà nói cái cản của anh chàng này là rơi vào khu vực khoảng giá 22, đầu tiên là 27, 26.8 à, 20, 27 đó, 27 là một cái cản chéo này này đó thôi, chứ thật sự nó chưa phải. Nếu nói đúng là phải rơi về khu vực 25.5 á, là của BVC ha. Nếu trường hợp mà gãy 25.5 thì em bán à, nhưng mà anh thấy mua như vậy thì dạng như là mua để cầu cầu thị rồi, mua để cầu may thì hay thì hơn đấy em ạ. À, và cổ phiếu này biến động rất là kinh khủng, cho nên là nếu trường hợp mà có kinh nghiệm thì mới đánh được những dòng này nha, chứ không có kinh nghiệm là không nên nha. Anh trả lời em rồi đó. Rồi, cảm ơn video chia sẻ của anh, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Rồi, anh cảm ơn em nha. Không biết là lát nữa mình trả lời này có bị lặp câu hỏi không thì mọi người thông cảm nha. Thank you, nay anh có chiếc áo đẹp đó, cảm ơn Nam Đỗ nha. Khoan, anh Thái xem giúp em ANV, VGT mình có trả lời rồi nè. Là ANV thường thường là nó sẽ ít hơn. ANV nó không mạnh bằng CMX nha, và nó đã tăng quá nóng rồi, và hôm nay mình có nói thì nó đã giảm lại rồi, mọi người không nên mua. Cứ mua một vài cổ mà nó mới red hoặc là nó tạo hộp như là CMX thì mọi người mua nó đỡ rủi ro hơn. VGT không mạnh bằng TNG nha. Rồi, cảm ơn Thọ nè, Thọ luôn để lại những bình luận ha. Để em update mới kiến thức. Rồi, ok, em theo dõi thường xuyên cho anh nha. Chào anh Thái cùng mọi người đang xem video, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Rồi, anh chào CNKT nha, mà rất là dễ thương. Chào Trần Trường Thành đã xong xem xong video nhận định của anh Thái rồi, mai sẽ quan sát CRG, CRC xem phản ứng như thế nào. Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Rồi, nó vẫn bình thường nha em nhá. Minh Hoàng, em chào anh xem có thể là giúp cho em nhận định về chiều mua của Ford hay không. Thì mình có trả lời nè, nếu Ford co giật mà nó không gãy 21.x hoặc 21.5 rút chân thì mình có thể mua được Ford. Ok, Ford thì hiện tại vẫn là một cổ phiếu mạnh nha mọi người nha. Cổ phiếu mạnh tại sao? Tại vì đang vẫn là một cái trend đi lên nè, đang tăng này ha. Thì hiện tại ha, cứ xem thử ông này ổng có test trở lại cái đường chỗ này hay không. Đó, đó là cái mốc đầu tiên của anh chặn lại đây. Nếu trường hợp mà anh chặn lại đây,
không ảnh rơi về khu vực này mà ảnh tăng lên lại thì lúc đó mọi người mua luôn. Còn khi mà ảnh giảm về dưới này thì mọi người bình tĩnh để chờ cơ hội ở những cái hộp dưới này. Tại vì đôi khi nó vẫn có đi trong một cái hộp nha. Đó, còn khi mà test trở về lại khu vực như mình nói là 21.5 chẳng hạn, 21.7 đi ha, là không gãy là mọi người mua luôn cũng được, mọi người đặt chặn lỗ dưới này. Đó, rất là dễ. Ít nhất mọi người có cái gọi là nhiều cái cơ sở rụng nha mọi người. Rồi. Chà, Mẫn nè. Chào anh Thái, mới biết anh gần đây nhưng rất thích cái nhận định của anh. Nhịp này mở vị thế mà BB được không anh? Mình vẫn nói là có khả năng mở vẫn được nhưng mà chờ về khu vực 32, 32.5. Đó, và anh có nhận định đầu video là có thể ưu tiên thêm một vài mã như là Tiên Phong Banh, VP Banh và MBB em nha. Em tin Mẫn đúng rồi anh ạ. À, chưa thấy ai làm video mà nhiệt tình như anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Rồi, anh rất là cảm ơn em nha. Rồi, thấy nhiệt tình thì mọi người nhớ để lại bình luận và comment cho nó sung khí lên nha, sung tinh thần lên nè. Gia Huy, anh nhận xét giúp em về con VCG đánh trung hạn thì mình có nhận xét như thế này. VCG vẫn mua được và đặt lỗ 5% cho mình nha. Bởi vì VCG là câu chuyện của kỳ vọng mọi người, câu chuyện của đầu tư công, câu chuyện của xây dựng, câu chuyện của khu công nghiệp vân vân. Vân vân và mây mây, tuy nhiên là nó có một cái lợi thế thế này nè. Đấy nè. Đấy nè. Đó, về khu vực này mà không về khu vực này mà không không giải ngân, không mua thử thì làm sao mọi người, đúng không? Mọi người nhìn hồi nãy giờ là mình phân tích là có nhiều cổ phiếu là về cảnh chéo không gãy là tăng lên luôn đó. Chào em cho em hỏi chiều mua HHB tuyến tuyến này ha, HHB. Hiện tại HHB là đang rơi về khu vực này, đường giá này vẫn là đang trong một đường tăng, khu vực này đang hợp lưu hỗ trợ kháng cự chỗ này. Hiện tại là chỗ này là vẫn có quyền được thử anh nha. Anh vẫn có thử là thử giá được khu vực khoảng 12.8, 12. Nói chung vòng vòng khu vực này anh mua được. Và anh chặn lỗ cho mình. Đó, anh chặn lỗ theo nguyên tắc của anh á, ví dụ như hàng về gãy anh bán hoặc là mất 3 đến 5% anh bán luôn. Toto Thái ơi, nhận định giúp của TTA và BKG với, chúc Thái nhiều sức khỏe và ok. Không biết bạn này hỏi dù mua dù bán nè. Rồi, Ngô Minh Phương, bữa tối lại lên rồi mọi người ơi. Ở video trước có một comment của bạn Cường Hoa cũng rất là hay anh ạ. À, nhưng thời lượng có hạn nên nếu anh lồng ghép hoặc là thêm những cái cổ phiếu vào cuối video mạnh thì nó sẽ hay hơn. Kênh của anh nhận định thuần về phân tích kỹ thuật. Và em cũng rất là thích cách anh giải thích về biểu đồ không màu mè. À, không thêm một đống cái chỉ báo hoa mắt, giải thích cụ thể dễ hiểu, nhiệt tình. Cảm ơn vì tâm huyết và những gì anh đã chia sẻ cho mọi người. Rồi, anh cảm ơn Ngô Minh Phương, người em họ Ngô nha. Bữa nào em cũng và bữa tối em ăn cơm rồi em chờ đợi như vậy, thật sự anh rất là vui và anh rất thấy rất là ý nghĩa luôn đó. Rồi, anh cảm ơn nha, và anh sẽ nốt dần dần, ví dụ như trong quá trình anh phân tích anh thấy cổ phiếu nào ok thì anh sẽ chia sẻ cho mọi người theo góc nhìn của kỹ thuật, chứ anh không phím bất cứ một cổ phiếu nào nha. Mọi người biết tính cách của mình rồi ha. Hiếu Phạm, em cảm ơn anh đã đưa đến những góc nhìn bổ ích nè. Chúc anh có sức khỏe để lên nhiều video hơn. Anh nhận định như thế nào về HHS? Thì hiện tại mình có trả lời nè. HHS về là những khu vực này là khu vực của hỗ trợ cứng được phép thử, đúng không? Vừa hợp đâu đây, vừa hợp đâu đây, vừa được phép thử nha mọi người nha. Rồi, rất là nhanh. Thái ơi, hoa sen gấp giữ hay cắt lỗ? Mình có trả lời là thường là hoa sen gấp hòa phát là đã bị cái này hôm qua. Thường thì nhanh cắt thì cắt khoảng vài ít phần trăm thì không sao. Còn về câu chuyện hoa sen mà nếu mà 34.5 gãy xong mà rút chân được thì giữ. Hôm nay anh chàng này rút chân thì giữ thôi. Hợp lý không mọi người? Đây, nó kéo về khoảng 35.75 luôn mà. Rồi, giữ nha anh nha. Lương Thảo, chúc anh buổi tối vui vẻ ha ha. Cảm ơn em. Bữa tối anh kêu tên em trong video ngại ghê. Rồi, nhưng mà anh sẽ vẫn kêu tên mà. Em cảm ơn về những chia sẻ của anh nha. Đi làm về là đợi vô xem video phân tích của anh đó. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Rồi, anh cảm ơn nhiều nha. Anh cho em hỏi về mua con đít, mình có trả lời này ha. Đối với đít và sale á, nó cùng một cái trạng thái. Nếu trường hợp mà muốn đánh như vậy á, là chỉ có thể là mua những khu vực mà hỗ trợ cứng như thế này nè, được phép giải ngân thôi, chứ giờ mua cách nào đó mọi người, đúng không? Trong cái nền giá, trong cái kênh giá thế này là khi về hỗ trợ cứng thì mua, gãy thì mọi người chấp nhận bán lỗ. Chứ không lẽ là mọi người phải là mua là phải lên trên này mọi người mới mua là thua nha. Trạng thái cổ phiếu đi như vậy là phải chấp nhận. Dạ, bữa trước em có hỏi anh Va Ha, xém tí nữa là tiêu rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Ok, con Ha thì mình có nói rồi, chỉ được phép bán không được phép mua khi mà trường hợp cổ phiếu nó đi như vậy, đặc biệt là hôm qua là phiên nằm sàn ha, cho nên mọi người bình tĩnh. Khi cổ phiếu này nè, nếu mà lái hoặc là cá mập mà nó có đánh gì thì mình không biết, khi nó đánh về khu vực khoảng là
11 đến 11.5 thì mọi người có tư duy bán cho mình nha. Ít nhất mọi người phải giảm được thiệt hại khi nó hồi vậy. Còn nó tăng lên là câu chuyện của thị trường không biết được ha. Nguyễn Hùng Cường chào Thái, cảm ơn Thái vì những tâm huyết và những gì mà Thái đã chia sẻ. Chúc Thái luôn mạnh khỏe để chia sẻ cho cộng đồng nhiều câu chuyện giá trị hơn. Rồi, cảm ơn Cường rất là nhiều vì video nào của mình Cường cũng để mình là bình luận hết trơn ha. No promises à. À, like cái đã rồi tính tiếp. Chào Tài nha. Rồi Tiến Đạt ha, xem video góp nhặt nhiều kiến thức, em F0 đã vào được 6-7 tháng nay nhưng mà có nhiều cái chỗ sai đúng y như lời bác nói. Hy vọng lần sau sẽ không bị gặp lại như vậy nữa, chứ gồng lỗ thì to tay quá rồi. Thôi cũng chia buồn với bạn nha, nhưng mà từ từ nghe Đạt nha. Từ từ rồi từ từ nó sẽ bình tĩnh và nó sẽ ổn định lại phương pháp đầu tư thôi à. Ngày xưa mình cũng vậy thôi mà. Mong bác vẫn tiếp tục chia sẻ tất cả cho mọi người. Cảm ơn ạ. Rồi mình rất là cảm ơn Đạt. Bạn Đạt rất là lịch sự. Bạn đi làm không có thời gian, bạn vẫn máy bị hư mà bạn vẫn coi, bạn vẫn để lại bình luận, cho nên nhận cái sự chân thành của mình Đạt nha. Rất là cảm ơn mọi người. Trần Đường Thành, người em Hậu Giang nè. Kênh của mình ngày càng phát triển anh mọi người nhỉ. Cảm ơn anh Thái đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những nhận định rất bổ ích trong lúc thị trường đang rung lắc hay là gặp khó khăn. Ok ha. Rồi hôm nay hôm qua là mình lên video là mọi người thấy bình tĩnh lại rồi phải không? Bình thường mà. Cái tin ngày hôm qua cái trước là mình nói là rất là bình thường nha mọi người nha, đừng có sợ sẽ gì cả. Rồi mọi người đừng quên là đăng ký và ngại ngùng gì cho ông tôi một nút like. ông anh luôn một nút like. Cảm ơn người em Hậu Giang nha. Cảm ơn anh Thái đã phân tích sale và năm luôn gấp anh Phong MT Food nè. Chúc anh luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng để sức bật mọi người anh nha. Cảm ơn anh rất là văn minh đó, mình rất là quý anh Phong. Thú Phạm, anh cho em xin chiều mua con HAG. Em cảm ơn anh ạ, luôn theo dõi mỗi khi anh có những video mới. Chúc anh ngày càng ra những cái video hữu ích cho mọi người. Yên tâm em nha, anh sẽ cố gắng là ra nhiều video cho mọi người ha. Về con HAG là khi nào mới về khu vực khoảng 12.2, 12.5 nè. Để mình coi. Hiện tại HAG vẫn đang khu vực bình thường nha. Khu vực khoảng giá là 12.5 là... Nếu đây nè, nói chung tạm khu vực này nè, mà nó thủ được là vẫn có khả năng mua được nha, mình nói trước. Tại vì hiện tại đồ thị này vẫn đang trong một cái trend tăng nè, chứ chưa có gì cả. Giữ thủ được khu vực này là ok. Cổ phiếu này sau một giai đoạn mà ta red nền, red cái đỉnh này, thì nó đang hình thành một cái hộp bên đây thì rất là bình thường, ok chưa? Và hồi nãy giờ mình có trả lời là rất là nhiều cổ phiếu là khi red xong tạo hộp là bình thường đó nha. Cảm chào bạn Thái, bạn nhận định giúp mình về cổ phiếu IDA, mình... Chào DL Minh, mình không biết là bạn hỏi điều mua dự bán nha. Chào anh Thái nè, cảm ơn anh vì những chia sẻ của anh. Anh cho em hỏi về nhận định của BNC chiều mua. Đây, trời ơi, nãy mình có nhận định đã đời rồi, cái tự nhiên mình không có bấm nút play mọi người. Giờ mình phải làm lại, trời ơi, nó mất thời gian ha. Mọi người thông cảm mình, nói tới đây mọi người thương mình, mọi người hãy bấm nút like và đăng ký liền nha. Chứ mình nói hai trận luôn á, trời ơi. Rồi, đối với những dạng cổ phiếu mà red như thế này nè, thì mình nghĩ đa phần ha, nó phải test trở lại những khu vực đỉnh cũ như thế này, đi ngang tạo hộp mình mới mua. Rồi, trả lời cho Lê Đức Trung rồi nha. Nguyễn Thị Ngọc Ánh là mình tiếc là không hỏi thấy sớm về SHI, thấy cho mình hỏi xử lý của Ha, với mình mới mua 12.26 giờ lỗ quá trời. Rồi, em cũng vừa trả lời con Ha, anh Ha nãy giờ mình cũng trả lời rất là nhiều chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh ha. Cảm ơn chị rất là nhiều vì chị đã coi kênh và để lại bình luận ha. Có câu hỏi gì thì chị cứ hỏi thì mình biết gì mình sẽ trả lời giúp chị cho nha. Thấm Hồ, cảm ơn nhận định mã IDC nè. Sáng nay là Hà Nội mưa, ngồi nghe video của em càng ngày thấy thấm hơn. Chân thành cảm ơn những gì, những thông tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhận định của em. Rồi cảm ơn chị nha. Không biết là chị này hay là anh nha. Em thì ở Quảng Nam cũng đang mưa, mình hồi sáng cũng mưa cả ngày rồi ha. Rồi, khi nào có dịp đi Hà Nội thì mình có duyên gặp mọi người. Hải Nguyễn, hello bạn. Anh bạn Nguyễn Hải nè. Mình mua thêm CST 15, 18.5, 18.4. Cổ phiếu đã về theo bạn, có chịu bán như thế nào? Mình có nói là khi nào gãy hỗ trợ hoặc khoảng trị rủi ro 5% thì mới bán nha. Sắp xanh rồi bạn ơi, gãy sao được. Ok luôn, rồi. Thế thì ok. Cổ phiếu nào nhỉ? CST à? Ông Thang Cao Sơn. Đây, ví dụ bạn mua khu vực là cứng ngắc như thế này mà gãy thì bạn bán thôi bình thường nha. Còn khu vực kháng cự như thế này mà hỗ trợ thế này không mua là có lỗi với vợ con á. Mua xong mà tăng thì ok, giảm thì mình bán bình thường. Nhưng vì hỗ trợ là phải có động thái mua, ít nhất là vậy. Cảm ơn những phân tích của anh Thái.
Chúc anh buổi tối vui vẻ. Anh nhận định giúp em về chiều mua của Lush là phân bón đúng không? Sơn Phạm nè. Rồi, ngày trước mắt là cổ phiếu này vừa gãy cân chéo nè. Đó. Hãy xem khu vực 18.5 nhẹ mà rút chân được thì mới giữ nè. Lush. Ok, thì hiện tại anh chàng này vẫn đang thủ nè, không có gì cả. Đó. Khi nào đây nè. Cái câu chuyện bạn này hỏi là chiều mua chiều bán nha. Chiều mua đây. Chiều mua mình trả lời nè, gặp khu vực, tại vì á anh chàng này vừa vừa nè mọi người à, mình sẽ giải thích cho mọi người à. Khi nó gãy cẳng chéo như thế này nè, đa phần nha, nó sẽ hình thành trong khu vực đi ngang như thế này nè, và nó phải tạo một cái, nói thì phải chỉ rõ cho mọi người, vì đa phần là A B C nè mọi người. Thì lúc đó là mọi người cứ quan sát anh chàng này đi ngang như thế này, lúc đó mọi người mới mua sau này nha, chứ bình tĩnh không có gì cả. Tại vì lên nó cũng phải gặp lại khu vực nó bị gãy á mọi người, thì mọi người mua sơ nó cũng bị nẻ lại à. Rồi. À, thì Nguyễn này, anh nhận định giúp em về VRC, Long Điền gấp chiều giữ bán nhanh nè. VRC thật sự nó đi quá trời xa nè. À, giờ nó về 20.9, xem dừng chân thì có hồi thì bán nhé. Đấy, quan điểm của mình là VRC mà khi có hồi thì bán. Đây, hiện tại khi nó hồi rồi nha, còn mình vẫn nói với bạn là hôm nay vẫn giữ. Hồi. Bây giờ cái quan trọng là hồi về đâu? Mình sẽ đi làm cái công tác này, hồi về khu vực thứ nhất. Là đầu tiên đây nè, khi nó hồi lại khu vực khoảng 23 mọi người, 23.9, 23.9 hoặc là 24 là nên có tư duy bán nha. Tiếp tục là khu vực cản thứ hai là 26 nè mọi người. Đó. Rồi, còn trường hợp là không mua, không không có ấy thêm, mà còn Long Điền gấp chiều giữ nè. Sắp về hỗ trợ cứng 18.18 rồi, giữ vẫn được thì giữ, không thì mới bán. Về đó thường có lực cầu chờ mua nè. Nếu mua thì sẽ có hồi nè ha. Đó, không thả cửa, không thì không thả cửa luôn thì phải bán nha. Thường ai nói là bán kháng cự sẽ hay hơn là vậy. Long Điền gấp mình có nói là về 18 thì đây. Ok mọi người. Tuyệt vời nha. Bữa hôm nay là một không bán nha, chứ không phải về đây mà vác hàng ra bán, là thật sự mình rất là buồn. Rồi. À, thì Nguyễn ơi, khi mà em coi tới khúc này là em phải trả lời lại cho anh là em có bán hay chưa nha, chứ em mà bán rồi là chết nhanh đó nha. Chờ về hồi lên sau rồi bán sau. Hiển chức Nguyễn Minh Chiến là chào anh nhận định giúp em về VOS trong thời gian ngắn ạ. À, mình không biết là bạn hỏi chiều chiều nắm giữ nè. Thì chiều nắm giữ mình có nói là cổ phiếu hiện tại đang có khu vực kháng cự nè, chưa biết tạo mô hình cốc tay cầm hay không. VOS thì mình có nhận định hồi nãy rồi ha, không mất thời gian của mọi người ha. À, nói chung mọi người xem được. À, Vinh Phạm, hôm trước em có hỏi anh Lộc Trời gấp giá 20.42, anh nói mua được nhưng mà sáng hôm sau nó tăng lên 1,5 giá, em không dám mua. Phiên hôm nay phiên tiếp thì nó lại vượt đỉnh luôn 45 chấm mít, giờ làm em tiếc đứt ruột. Tiếc gì mà tiếc. Anh xem giúp em điểm vào Lộc Trời gấp lại nhé. Mình có trả lời bạn Vinh Phạm, chờ ổng xử lý chỗ này như thế nào cái đã. Khu vực giá là 43 đến khu vực 43.5 mà hình thành hộp không gãy mới có thể mua nha. Ông Lộc Trời rất đây, hiện tại là vẫn chờ ông này xử lý chỗ này. Tuy nhiên những dạng cổ phiếu này là những dạng cổ phiếu mạnh nha mọi người nha, dù có yếu tố của đầu cơ vẫn có yếu tố đầu cơ. Hôm nay đâu, wow, hôm nay là khu vực của 44 mà nó không gãy luôn mọi người, cho nên là chứng tỏ cổ phiếu này bắt đầu hình thành những cái này như vậy ha. Tuần sau quan sát ông này, những ai mà thật sự có khẩu vị mà đầu cơ mà muốn mua như vậy thì cũng có khả năng triển vọng á ha. Cổ phiếu này là vẫn là cổ phiếu vượt đỉnh này ha. Rồi, cổ phiếu vượt đỉnh mọi người chú ý nha. Ok ok đó nha, ok đó nha, chú ý cổ phiếu này nha. Rồi, mình nói tới đâu mà thấy cổ phiếu nào được thì mình nói mọi người chú ý, và khi chú ý là vẫn có cơ hội để mua đó nha, và khi mua thì phải chặn lỗ. Rồi xong. Nguyễn Ảnh Gia Huy, anh nhận định cho em BVD được không ạ? À, rồi BVD mình không biết bạn hỏi chiều mua hay chiều bán, nhưng mà mình có nhận định luôn rồi đó nha, ở trên video á. Ui em ơi, trên hỏi vào HHS và HAR đỏ. Ui em vào HHS và H, mình có nói là HAR hôm trước, không biết em hay có bạn nào hỏi. Anh cũng có trả lời chỉ mua khi nào cổ phiếu khác nằm sàn mà được ăn lệnh mạnh thì mới mua, còn lại là không tuyệt đối nè. Còn HHS là mình có nói rồi ha. Rồi ok, anh xin em à, anh cho em xin nhận định chiều giữ của EIN và HAB là của Trương Quang Tuyền gì nè ha, Quang Tuyển nè. EIN mình trả lời rất là kỹ, thuộc dạng cổ phiếu yếu này, hiện tại đang chạm cản chéo rồi em. Những video nào anh hay nói là phải có tư duy bán khi đụng kháng cự nè. EIN
Đây, hiện tại đối với những dạng cổ phiếu này nè. Đó. Mà đối với những dạng cổ phiếu này thật sự là khi nào á mà bạn cần khi nào mà thật sự nó về tới đây là không gãy thì mọi người giữ nha. Còn gãy luôn thì mọi người mới bán. Mình có nói rồi, vì hiện tại chỗ này nó ưa hình thành đây một cái lực cầu đó mọi người. Còn mua mới thì mình không khuyến nghị mua mới nha. Nhưng mà thủ giữ được thì vẫn giữ được. Nhớ nha, chỉ khi nào mà gãy luôn thì mọi người mới bán. Gãy luôn thì nó về nơi xa. Và cổ phiếu này cũng đánh rất là mafia nè, đánh rất là láo á. Nên là có kinh nghiệm mới đánh nha. Rồi. Có trả lời rất kỹ nè. Đó, còn HAB đa phần ở cổ phiếu này phải tỉnh táo bán sớm chứ em ạ. À. Sau để ra nông nổi này, giờ chỉ còn cách xác định là điểm đỡ phòng thủ cuối cùng là 21, 12.1 gãy thì mới bán thôi. HAB nè mọi người. Ồ, HAB là hiện tại là vẫn đang cúi đầu như vậy, cho nên là thật sự mà nói là cổ phiếu này nó qua hết tất cả mọi điểm bán rồi, chỉ còn một cách cuối cùng là mình nói là 12.1 như vậy thôi ha. À. Gãy thì mới bán. Để khá là xấu cổ phiếu này đó nha em nha. Quan sát. Khi nó hồi về là được giá thì bán chứ không lấy. Rồi rồi anh trả lời cho Trương Quang Tuyển rồi nha. Thiện Phạm, xem các video của anh một thời gian rồi, nay mới comment. Em rất là thích cách nói chuyện rất chân thành và thẳng thắn của anh ạ. À. Cảm ơn em. Những phân tích của anh rất là thực tế, áp dụng được ngay với những F0 gà mờ như em ha. Không cần phải cứ phím hàng ngày mới có nhiều người xem anh ạ. À, em tin với cách làm như hiện tại kênh của anh hiện tại á thì sẽ ngày càng phát triển, cố lên anh nhé. Rồi anh rất là cảm ơn Thiện nha. Anh tin là mình sẽ làm được cái chuyện này em ạ. À. Và anh hứa danh dự là anh sẽ làm rất bình thường, đơn giản, hiệu quả cho mọi người. Chứ anh không có cần màu mè hoa lá hẹ nha. Rồi và nha em nha. Em chúc như vậy thì hãy để lại mỗi video là mỗi một bình luận cho anh nha. Để cho cái kênh YouTube của chúng ta được nhiều người biết đến và nó tương tác thật đó mọi người. Và mình rất là vui vì vì đa phần là kênh YouTube của Thái Ngô Capital đều tương tác thật hết trơn á. Thật sự luôn á, ra có 20 mấy ngày mà mọi người đón nhận rất là nhiệt tình, mình rất là thương, vui luôn. Đỗ Thiện Xuân nè, anh cho em hỏi chiều mua của cổ phiếu HD6, mình có trả lời như thế này. HD6 hiện tại đang giao dịch trong kênh giá, chờ về 37.5 thì mới xem em nhé. HD6 hiện tại đa phần đánh trong này thôi à. Đây, với quan điểm hiện tại của mình ha. Đây là một cái mốc thứ nhất 39, đây mốc thứ hai nè 37.5, 37.6 à, cứ chờ về đó thôi. Chứ bây giờ cứ nôn nóng là mệt lắm. Trần chào anh Thái, em quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng ạ. À. Ok, chào Trần Hùng nha. Anh xem giúp em FCN và LCG chiều bán, mình có trả lời. Là FCN trước mắt là 26 số tròn rồi đó. FCN. Nó đâu gãy đâu mọi người, bình thường nó về lại khu vực đúng y bon luôn à. Chạm lại khu vực này, khu vực hỗ trợ là bật tăng lại, giữ thôi em ạ. À. Ngon lành đó nha. LCG hỗ trợ rất cứng là khu vực 19.820. Ok. LCG 19 mấy đây. Rồi, ra khu vực rất là cứng nè, bình thường nó đang chạm lại hỗ trợ đến đây mà bật tăng nó lại bình thường nha mọi người nha, tạo thành một cái hộp luôn nè. Mình vẽ rất là chi tiết nè, vừa là một kênh giá nè, vừa là một cái hộp nè, vừa là một cái đường 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 hỗ trợ hợp lưu rất là nhiều thứ, giữ thôi em ơi. Rồi, anh Thái ơi cho em hỏi chiều giữ của TSC được không ạ? À? Em cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Giờ anh mới thấy được cái bình luận của em nha. Sao hôm nay không thấy anh Thái làm video nhỉ? Từ từ mọi người ơi. Rồi, anh Thái cho anh chị. Trời ơi, dễ thương quá mấy 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 bạn ơi. Rồi, anh rất là cảm ơn mọi người nha. Chào anh Thái. Rồi, TSC nè. TSC. Hiện tại TSC thì vẫn hiện tại là vẫn em hỏi chiều nào nha. Chiều giữ vẫn giữ được nha. Vẫn giữ được tại vì nó đâu có bị phạm là gì đâu ạ. À. Rồi, vẫn giữ được, anh có kẻ khu vực cái hộp này luôn nè, vẫn nó phải đi ngang một thời gian thì mới tính tiếp mà. Ok, giữ được. Rồi, trời ơi Nguyễn Duy Thuận. Anh xem giúp em mà. Lẽ ra là mình đã xong video rồi mọi người, nhưng mà mình quên bấm nút play rất là khổ thôi không. Giờ phải cố gắng nè. Anh nhận xét giúp em mã BAF đánh trung hạn nên mua hay giữ? Mình có nói là anh chàng này mới lên sàn thời gian nè mọi người, cho nên rất khó để khách quan mình nhận định nha. Cho nên mình trả lời là nên tìm những cái gì nó dễ hơn, chứ thật sự nó mới lên mình đánh như vậy mình không có yếu tố nào để mình nhận định được hết trơn á. Ok nha, mình không biết thì mình sẽ không là nói là mình sẽ không biết, mình không có chém gió cho mọi người nha, rất là nguy hiểm. Anh ơi cho em hỏi về chiều mua của ta. À, hiện tại cảm ơn anh vì những video rất bổ ích và dễ hiểu ạ. À. Rồi anh trả lời ta đúng không, là hiện tại nè khu vực mà 37.8 nếu test tầm tầm này thì mới mua nè, còn không là
Đây, con ta đúng không? Rõ ràng hiện tại đó mọi người 37.8, 38.1 nè. 38.1 bữa nay là không rơi về khu vực này ha, đang ở khu vực này, hiện tại vẫn giữ trên trang này thì ok. Bạn này hỏi chiều mua à? Hôm nay thật sự khi mà cổ phiếu test về tới đây rồi, bạn chờ giai đoạn sau nha. Nó vẫn trong cái một cái đường trendline như thế này thì vẫn tiếp tục có thể mua và đặt stop loss ở dưới này cho anh là được rồi. Đó. Ok, hôm nào em cũng xem chờ video vì nó rất có ích với người mới như anh. Em rất là cảm ơn Lê Đạt, Đạt Lê nha. Anh Thái cho em xin nhận định về chiều mua FTS và VGI với anh nhé. Rồi mình có trả lời nè. FTS hiện tại đang chạm cản, không ham hố em nhé. Đó. FTS hiện tại đang chậm cản này nè. Đó, hiện tại khi nào trường hợp nè mình nói với bạn này có lý do qua luôn đi, anh mạnh thật sự phải không, anh phải thể hiện cho tôi cái nội lực của anh đi, anh đánh mạnh qua, khi anh qua rồi anh đi ngang hoặc là anh test lại tôi mua cho anh đó. Bình thường VGI hộp đa phát chờ xem về 35 đã em nhé. Em quan sát FTS từ giá 54 nhưng chưa dám chốt vì đến 56 là nhiều cản. Em biết đến khái niệm hỗ trợ kháng cự này cũng từ xem các video của anh rồi, anh cảm ơn em nhiều nha. Guns with the winner. Rồi, ok, VGI. VGI rõ ràng đang trong hộp mọi người ơi, bình tĩnh hả? Rồi, Nguyễn Na Na Nguyễn nè, anh xem giúp em con VNA và BVS chiều mua với ạ. Mình có trả lời như thế này. VNA chờ xem giá 49 chấm mít không em, qua điểm mua rồi, không qua thì ổn hơn. VNA. Đó, là hiện tại là không nên mua đuổi như vậy nha. Rồi, mình có trả lời rồi nha, không nên mua đuổi cổ phiếu hiện tại nè. Mua như vậy không biết là bạn sẽ đặt ở đâu nữa, mình nếu như trường hợp mọi người mua mình không biết là các bạn sẽ đặt lỗ ở đâu nha. Mà nếu mà mua là mua mua đuổi rồi đó, không mua. BVS hiện tại mua thì mua thuộc dạng thăm dò cổ phiếu về cản hỗ trợ chéo thì mới mua. Sorry mọi người, về hỗ trợ chéo rồi, cản chéo đó. Đây, rõ ràng nếu trường hợp mà có thích giải ngân mà chứng khoán Bảo Việt ha, không đánh những dòng chứng khoán mà mình có nói là có mua thì mua em VND chẳng hạn, tại vì nó đẹp là nó đã trên tất cả những đường MA nè, nó không gặp những cái kháng cự như thế này, còn ông này lên thì sẽ bị nẻ lại nè đó, nó là lý do nha. Còn hiện tại mua thì phải quản trị rủi ro, như mình nói là mua cản chéo thì phải quản trị rủi ro. Yêu thanh niên yêu nước này nha, ok, anh cũng rất là yêu nước nữa đó. Anh Thái xem tư vấn giúp em chiều giữ CAA sang với ạ. Thì mình có trả lời nè, nếu gãy hẳn mốc 30 thì mới bán nè CAA. Nó đâu gãy đâu, vẫn giữ được cho mọi người bình thường nha. Rồi, chúc mừng em, cổ phiếu đang hồi trở lại. Và khi nó quay trở lại thì phải có động thái như thế nào? Có tư duy là nên bán là nhiều hơn là nên mua ha, để nó xem nó xử lý những khu vực cản ở đây như thế nào nè. Đó, cản gần nhất là 35 số tròn đó em nha. Rồi, con Sam gãy về hỗ trợ 19.66 rồi em, không trở lại cho đó thì bán rồi nhé. Sam nè. Rồi, con Sam thật sự hiện tại nó đang chạm lại khu vực này thì đối với quan điểm của mình là hiện tại nó đang khá là xấu đó nha. Trừ khi nào mà muốn mua hồi là bán, hồi về là khu vực này bán, trừ khi nào nó tăng lên xử lý vùng cản này luôn thì mọi người mới mua. Cảm ơn sống vui 1902 này nha. Cảm ơn Thái, hôm qua mình đặt stop loss ngay khu vực 9.7 rồi, xem video của em chia sẻ chuẩn đó. Cảm ơn anh sống vui 1902 nha. Ý là anh này nói về cổ phiếu của VHG hả? Nhưng thế là rồi, ok nè. Rồi, em mới F0 tìm hiểu kỹ, chỉ nghe người ta đánh FOMO nên giờ âm. Kể nếu mà biết anh sớm thì tốt. Lần đầu tiên em xếp hết trọn một video trên YouTube trọn vẹn như thế này. Cảm ơn anh rất nhiều, có tham anh xem giúp em cổ phiếu nào tốt giá thấp đợi lợi nhuận cao để em đầu tư trung và dài hạn với ạ. Hiện tại em đang cầm lít rồi HAR, ABH, mã con nào cũng âm. Anh xem giúp em là HARO, HAR giải thích rồi nha. LIG nè. Rồi, chúc anh sức khỏe, gặp nhiều may mắn và ra nhiều video bổ ích để giúp đỡ những người F0 như em. Rồi, anh rất là cảm ơn và anh vui lắm vì những cái video của anh lại gặp đúng những người như em cần, là anh rất là mừng rồi ha. Như vậy là đủ ý nghĩa rồi ha. Là H là anh giải thích rồi. Còn LIG nè. LIG tới thời điểm hiện tại nha, anh có trả lời là gì ạ? LIG, bạn này hỏi là chiều giữ không ta? Đây, bộ không biết là bạn. Anh Thái ơi, anh xem giúp em con HID có vào dài hạn được không? Em cảm ơn anh. Bạn này hỏi khá là nhiều cổ phiếu để xem, bạn này phải bình tĩnh nha em nha. Thôi bây giờ nè,
Anh đầu tiên anh trả lời về mã cổ phiếu của nào nhờ? LIG hiện tại cổ phiếu về kênh giá này giữ thôi em. Ok rồi. Mình có trả lời này ha, về kênh giá giữ. Rồi. Bây giờ là Trang Nguyễn nha. Thứ nhất là em là F0 này ha. Đầu tiên là không được quan tâm quá nhiều cổ phiếu nóng cho anh. Thứ hai là ví dụ như em có xem này, rất phải xem nhiệt tình những kênh YouTube giống như anh vậy nè. Anh có nói trong quá trình anh nói 1 tiếng mấy đồng hồ thì nó có rất là nhiều cái câu chuyện, rất là nhiều cổ phiếu của em. Thì em có thể là chắt lọc từ đó và em nhận định nãy giờ anh nghĩ là em có một cuốn sổ tay nha, ghi ra cho anh là em sẽ tìm được cổ phiếu rồi, yên tâm đi ha. Chào bạn, bạn cho mình hỏi chiều bán của CTR, cảm ơn bạn nhiều lắm này nha. Mình có trả lời chị này là C chị bạn Nguyễn Ánh, Ánh Nguyền gì nè. Cảm ơn bạn nhiều nha, CTR nên có động thái chốt lời nhé, vì có khả năng nó về lại khu vực của ấy là khi nó rớt như thế này, rớt đỉnh và nó tăng khoảng bao nhiêu phần trăm mọi người? Tăng 25-26% là nên có tư duy bán được rồi ha, đừng có ôm, và nó đang có khu vực là khoảng sóng 5 á, mình theo quan điểm của mình thôi nha. Rồi. Và hiện tại là Fibonacci cũng đang đang trở về khu vực khoảng 116 là mấy đó. Cho nên vẫn có nên có tư duy là bán thì nó vẫn hay hơn, chia ra chốt lời. Rồi, chắc chắn rồi anh Thái ơi. Rồi. Nhớ xem video cuối tuần nha. Danh công công này ha. Chào anh Thái, cảm ơn anh vì những chia sẻ rất bổ ích từ anh ạ. Chúc anh sức khỏe để ra thêm nhiều video mới. Sẵn anh cho nhận định là BVD thì mình có trả lời rồi công nha. Rồi, BC1. BC1 bạn hỏi là chiều giữ và mình có trả lời là BC1 khi nào cổ phiếu gãy hẳn 45 nè thì mới bán. BC1 là câu chuyện của đầu tư công, hiện tại đang tạo tông hộp, hiện tại bình thường nha, không có gì hết. Giữ nguyên. Rồi. Hình như là rất là vui vì danh công là ở bên Nhật Bản nha mọi người. Đây nè, ôi bạn này ở Nhật Bản nè. Là mình cũng nhớ là tháng 4 năm 2019 mình có đi Nhật Bản mà tới đây mình chưa đi Nhật lần nào hết á, lâu rồi ha. Rất là nhớ Nhật vì đây là cái mùa hoa anh đào của Nhật Bản nè ha. Giờ mới coi được video của anh ạ. Rồi, nhà thờ công giáo. Rồi, chào tất cả mọi người ha. Như vậy nè, là chúng ta đã đi qua hết tất cả những bình luận trả lời cho mọi người. Chúng ta đã đi qua được 3 phần nội dung trong cái tuần ngày hôm nay. Thì hiện tại ha, mình cũng đã đưa ra một vài cái cổ phiếu. Đó, một vài cái cổ phiếu mạnh nè, một vài cái cổ phiếu mà nó có khả năng mọi người phải nốt lại trong quá trình mình đầu tư rất là kỹ rồi. Tuần sau thì mình nghĩ là vẫn là một cái tuần xanh điểm ha, vẫn là một tuần xanh điểm. Cổ phiếu mạnh thì vẫn sẽ tiếp tục tăng, những cổ phiếu mạnh mà mình nốt đó tăng rồi tạo hộp, mọi người có quyền mua giải ngân. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những cổ phiếu về những hỗ trợ cứng, về những cản chéo là có câu chuyện của triển vọng đầu tư là đầu tư công là khu công nghiệp nè. Còn dòng banh và dòng chứng khoán là cái câu chuyện của thời vụ và khi VN-Index tăng là nó sẽ tăng theo. Rồi, có bất cứ câu hỏi nào mọi người hãy để lại dưới phần bình luận nha. Vì hiện tại thời lượng của chương trình chúng ta đến nay là cũng khá là dài rồi. Xin hẹn gặp lại mọi người trong tuần sau. Bởi vì video này mình thực hiện nó cũng khá trễ cho nên có khả năng là lên khoảng 8 giờ ha. Rồi, xin chào nha, cuối tuần vui vẻ, bye bye. Hãy nhớ subscribe, đăng ký, để lại nút like và bình luận nha, bật nút chuông bên cạnh. Rồi không nói nhiều nữa, khan tiếng quá mọi người ơi, bye bye.